Ơi, chào các em. Thì thấy bộ phận kỹ thuật đã record được rồi ha. Có thể lúc setup ban đầu, bộ phận kỹ thuật setup nhiều khi có cái gì đó thì cũng không rõ, tại vì cái này thì thuộc bộ phận kỹ thuật, thầy sẽ vào làm đúng theo cái quy trình mà được hướng dẫn ha. Thì thôi cũng ổn rồi. Bây giờ thầy thấy có nút record được rồi. Sau khi mình mở lại một cái live event mới ha. Bây giờ thì thầy thấy cũng mới có mười mấy attendee thôi. Lên được chút rồi nè. Nhưng mà thôi, mình record được rồi thì không sao, thầy yên tâm rằng là chúng ta sẽ chia sẻ cái video này cho các bạn không có tham dự ha. Rồi thôi để chiếu lại từ đầu luôn đi. Rồi hôm nay cái bài chúng ta trao đổi với nhau đó là tính chuyên nghiệp y khoa là một cái điều rất rất quan trọng, bởi vì hồi nãy thì các em trong cái thời gian mà chờ đợi bộ phận kỹ thuật fix cái chuyện recording đó thì thầy có chia sẻ đó, tức là sau này mà khi mình ra làm việc hoặc thậm chí bây giờ mà mình tham gia các hoạt động thì mình phải luôn luôn học hỏi không ngừng để ý mình có thể có được những cái cách ứng xử hết sức là chuyên nghiệp, để không xảy ra những cái sự cố mà có thể khiến cho người bệnh hoặc là người dân bức xúc. Đó, chúng ta biết rồi, ngành y của mình hiện nay là vốn là đã bị một số những cái dư luận, tất nhiên một số thôi chứ còn nói chung người dân của mình cũng rất là quan tâm và tôn trọng cái những cái người nhân viên y tế của mình. Một số thì còn trong khi còn lại đó thì một số thì có những cái dư luận không có hay về ngành của mình. Đặt thì bây giờ làm sao? Thì chỉ có chính chúng ta đó, cụ thể đó là ví dụ như thầy nè, các em nè, mình làm sao để cho tất cả những cái hoạt động mà mình tham gia và nhất là những hoạt động mà mình đóng vai trò điều phối quản lý, đóng vai trò tổ chức tốt nhất có thể nha, không có cách nào khác đúng không? Chưa kể rằng là cái công việc của ngành y của mình đó nó còn liên quan đến tính mạng của người bệnh nữa, đúng không? Tính mạng của người dân. Nếu mình thực hiện cái việc điều trị của mình không có chuyên nghiệp thì người dân sẽ rất nguy hiểm, đúng không? Năm sau như thầy có nói hồi nãy, các em sẽ học về giáo dục sức khỏe, và trong giáo dục sức khỏe nó có cái gọi là đạo đức của giáo dục sức khỏe nữa. Và chúng ta biết rồi, cái nguyên tắc số 1 của y đức, của đạo đức, và có thể trong đạo đức giáo dục sức khỏe hoặc là bất cứ các hoạt động nào của ngành y của mình là gì các em? Chính là first do no harm, đúng không? Mình nói tiếng Anh, dịch ra tiếng Việt có nghĩa rằng là trước hết không làm điều có hại. Đó, có lợi không mình không biết, trước hết không làm điều có hại. Có một cái câu chuyện rất đau lòng, thực tế thì không phải do ngành của mình mà liên quan đến nghệ sĩ Chí Tạc, các anh biết rồi. Anh có làm một cái video clip về cái cách tập thể dục bằng cách là tận dụng cái chuyện đi lên nhà chung cư, anh đi lên mười mấy tầng đặt, và anh làm clip để mà hướng dẫn mọi người. Tuy nhiên anh quên rằng cái đó khi mà mình khỏe thì mình làm được, hoặc là khi đối với một cái người nào khỏe thì người ta làm được. Còn khi mình không khỏe, hoặc là một người nào đó họ có bệnh nền, ví dụ như là bệnh về tim, về mạch, về hô hấp, thì có thể đó là một chống chỉ định. Các em biết rồi, trong ngành y của mình, khi trước khi mình cho một loại thuốc nào đó, mình quan tâm đến cái gì? Mình không phải quan tâm đến chỉ định trước đâu, mà mình quan tâm đến chống chỉ định. Các em nếu đọc theo, nếu theo dõi về những cái bài báo về chống dịch gần đây đó, thì thầy mới đọc hôm qua hay là bữa nay gì đó của Bộ trưởng Bộ Y tế nha, của Bộ trưởng Bộ Y tế có nói rằng là
cái trong cái việc điều trị, trong cái việc sử dụng vaccine, phải quan tâm đến các chống chỉ định của các biện pháp điều trị hoặc vaccine trước khi mình thực hiện, trước khi mình sử dụng. Đúng rồi, hay quá, đúng không? Tức là một cái người mình trước khi mình chích vaccine đâu phải mình vô chích liền đâu, đúng không? Các em chắc chích rồi đúng không? À, hồi tuần trước lẽ ra là tuần trước chiều tuần trước mình học, nhưng mà sáng tuần trước các em chích vaccine là phải vào cái đo huyết áp nè, rồi vào phòng, vào cái bàn sàng lọc đúng không? Và bàn sàng lọc thực tế đó là các bác sĩ đó cho mình, ngoài cái chuyện mình đánh vào trong cái phiếu sàng lọc á, thì còn hỏi mình thêm nữa về tiền sử để xác định rằng mình không phạm chống chỉ định đó, trước khi mà mình chích, tức là mình có cái chỉ định đúng không? Đó, thì giáo dục sức khỏe năm sau các em học cũng vậy, nó có cái gọi là đạo đức trong giáo dục sức khỏe, tức là khi mình truyền thông giáo dục cho ai đó một cái hành vi, một cái lối sống gì đó, thì mình phải nhắc người ta ngay rằng cái hành vi hoặc lối sống hoặc là cái cách thực hành này trong những trường hợp sau đây thì không nên thực hiện, hoặc là phải hết sức cẩn thận, nếu có bất cứ điều gì khó chịu phải ngưng ngay và báo cho nhân viên hoặc là cho cơ sở y tế gần nhất nha, đi đến cơ sở y tế gần nhất đó. Thì đó là tính chuyên nghiệp trong giáo dục sức khỏe đó, và nó thể hiện cái đạo đức và cái sự chuẩn mực của mình đó. Mình làm cái gì mình sẽ theo những cái chuẩn mực, và đặc biệt chuẩn mực nghề nghiệp y khoa của mình là trước hết không làm điều có hại nha. Đó rất 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 quan trọng. Không làm gì có hại đây thì nó hại nhiều thứ, không phải chỉ hại về cái tính mạng không, mà các em nếu mà các em học về sức khỏe cộng đồng đi, cái năm sau là cái năm mà các em học về sức khỏe cộng đồng, về giáo dục sức khỏe, thì các em sẽ thấy rằng là có những cái chuyện có hại mà không phải đến tính mạng, mà có khi nó còn hơn tính mạng nữa, đó là cái hại về những cái đặc điểm nhân thân hoặc là những cái bí mật riêng của người ta. Mà vừa rồi các em thấy rằng là cũng qua cái vụ dịch Covid-19 này, mà nó lộ ra những cái câu chuyện rằng là người ta đem hết những cái chuyện riêng tư của cái người bệnh nói ra tùm lum hết, rằng là anh này đi ở đâu, đến massage với cô nào, với những cô nào. Sau đó thì Bộ Thông tin Truyền thông chấn chỉnh ngay rằng là mình không được phép nói rõ ra đó là ai. Đã. Mình biết để mình truy vết, chứ mình không nói rõ ra là ai. Bởi vì khi nói ra như vậy thì không phải bản thân người ta xấu hổ, mà có khi là người ta xấu hổ thì cái đó là tội của người ta, đúng không? Ta ráng ta chịu, ta làm sai người ta ráng ta chịu, cái đó là luật nhân quả. Nhưng mà cái mà mình thấy là nó có tác hại sâu xa hơn là gì nè? Gia đình người ta nữa. Gia đình người ta cũng xấu hổ, gia đình người ta nhiều khi đứa con của người ta nó trầm cảm và nó tự tử, biết đâu được, đúng không ạ? Đó, tức là trẻ mà nó chưa có những cái khả năng đương đầu với là cảm xúc, sự thông minh cảm xúc cũng còn giới hạn. Đó thì em sẽ thấy rằng là đó cũng là một cái điều có hại, chứ không phải không. Trước hết không làm điều hại, không phải chỉ có cái hại về sức khỏe thể chất, về tính mạng, mà cả cái hại về khía cạnh tâm lý xã hội nữa. Đó, thành ra thầy muốn nhắc lại để mà chúng ta thấy rằng là cái nghề y của mình đó nó khó lắm. Nó khó. Nhưng mà nếu mình làm được, khó không có nghĩa là không làm được nha, đúng không các em? Nhưng nếu mà mình làm được thì nó hay lắm. Ha? Bởi vì mình giúp được người ta về sức khỏe, cứu được người ta khỏi cái chết, đồng thời cứu được người ta khỏi những cái sự nhục mạ nữa. Đó. Thành ra là nếu mà mình có ý thức về cái gọi là tính chuyên nghiệp thì thầy nghĩ rằng là không có những cái câu chuyện xảy ra như nãy giờ thầy có nói, ví dụ như là về nghệ sĩ Chí Tài, thực tế là ông đã phải trả giá bằng chính sinh mạng của ông rồi. Còn những người khác thì mình không biết, nhưng mà ông trả giá bằng chính sinh mạng của ông. Rồi những câu chuyện mà như hồi nãy thầy có nói về cái câu chuyện về các sinh viên ở Y Hải Dương, thì cái vị
mà chịu trách nhiệm quản lý cái nhóm đó cũng phải rút kinh nghiệm để mà có những cái ứng xử nó chuyên nghiệp hơn trong tương lai, không để mà cái trường của mình trường trường của ảnh trường của ảnh trường của mình với trường y phạm ngọc thạch của mình, y phạm ngọc thạch của mình hiện giờ là tiếng tốt, sự tham gia của sinh viên là được khen ngợi, thì mình không để những cái sự cố kiểu như vậy xảy ra. Và nếu có sự cố xảy ra thì mình mau chóng xử lý ngay, mình lên tiếng, ví dụ như là đó là lỗi của mình thì mình nhận, không có sao, đúng không các em? Người ta nói rằng là cũng có khi như nãy thầy có nói đó, mình học y nhiều khi mình đâu có được đào tạo về cái việc quản lý, thì có khi mình có sơ suất về quản lý thì mình nhận cái lỗi của mình, rồi mình học hỏi thôi. Mình học hỏi, lần sau thì mình sẽ làm tốt hơn, không để những sự cố như vậy xảy ra. Giống như một cái người thầy thuốc, một người bác sĩ, trong cái quá trình hành nghề của mình cũng có khi mình có những cái sự cố y khoa, điều đó là có. Ở Mỹ là một cái nước mà người ta rất chuẩn mực trong cái việc hành nghề y khoa đó, tính chuyên nghiệp y khoa rất là cao đó, nhưng mà người ta vẫn có sự cố y khoa. Xem theo dõi hoặc là đọc trên báo chí thì kia vẫn sẽ thấy người ta vẫn gặp sự cố y khoa, bởi vì mình biết rồi, nó có nhiều cái yếu tố mà ảnh hưởng lắm, từ yếu tố chủ quan tức là của bản thân cái người thầy thuốc đến những yếu tố khách quan, rất nhiều yếu tố thì người ta vẫn có sự cố y khoa. Nhưng mà cái quan trọng đó là người ta ứng xử như thế nào khi có sự cố y khoa. Có thể mình vô ý hoặc là mình vì cái yếu tố như nãy thầy có nói, chủ quan khách quan gì đó, một bệnh nhân của mình đã tử vong đó, thì mình cố gắng rút kinh nghiệm hết mức có thể để sau này mình tránh không để xảy ra những trường hợp như vậy nữa. Còn nếu mà mình đau khổ rầu rĩ mình bỏ nghề thì nó uổng cả một cái thời gian học tập của mình. Thì nói thêm cái điều này để mình thấy rằng là cái suy nghĩ và cái hành xử của mình lúc đó rất quan trọng. Nếu mà mình làm tử vong một người mà mình bỏ nghề thì tính ra mình đã giết chết một người, đúng không? Nhưng nếu mà mình học hỏi, rút tỉa kinh nghiệm để sau này mình cứu thoát chết 100 người trong hoàn cảnh tương tự, ví dụ như là người ta bị một cái biến chứng gì đó mà hồi xưa mình còn non kinh nghiệm, mình không có xử lý nó rốt ráo được, người ta qua đời, thì qua cái trường hợp đó mình học hỏi, mình gặp thầy cô, mình đi đăng ký các lớp học, mình lên mạng, mình đọc sách tài liệu này kia vân, mình phát triển được một khả năng tốt hơn, thì sau này mình cứu thoát chết được 100 người có cái hoàn cảnh giống như vậy, thì tính ra nói thì nó hơi tính toán quá, nhưng mà thực ra nó hợp lý. Đó là trừ đi một người mình đã có cái sự cố mà làm tử vong, mình cứu được 100 người, vậy thì mình đã 100 trừ 1 là mình đã mang lại sự sống cho 99 người, phải không các em? Chứ còn nếu tới đó mình bỏ nghề luôn thì mãi mãi cả cuộc đời của mình làm tử vong một người chứ không cứu được ai, đúng không? Đó, thành ra thầy nói để các em không phải là mình ơ hờ để mà cứ như thầy Hoàng nói là mình cứ chết làm chết một người đi rồi mình cứu 100 người bù lại, không, mình phải cố gắng đừng để làm tử vong ai. Còn nếu có lỡ xảy ra đó, giống như thầy nói ở Mỹ thì ta rất chuẩn mực, cố gắng chuẩn mực hết mức có thể, as much as possible. Còn nếu mà nó có lỡ xảy ra, giống như mình đi ra đường đâu phải ai cũng gặp tai nạn, nhưng nếu có tai nạn xảy ra thì mình cố gắng khắc phục hết mức có thể. Đó, thì đó chính là cái tính chuyên nghiệp của mình đó. Cái tính chuyên nghiệp của mình, mình cố gắng vượt qua cái nỗi đau của bản thân mình. Gia đình của người nạn nhân thì cũng đau khổ rồi, nhưng chính mình cũng có nỗi đau chứ, bởi vì mình đã gián tiếp dẫn đến một cái đau thương cho một gia đình. Nhưng mà mình biết vượt qua nỗi đau của mình, đứng lên trên sự thất, trên cái thất bại của mình để được tiếp. Giống giống như là ví dụ như là
đá banh vậy đó. Vừa rồi người ta nói là cái anh Cristiano Ronaldo đó, khi mà anh thua đội đội gì ta, đội Bỉ, anh quăng cái băng đội trưởng, anh đá băng đội trưởng, người ta nói làm gì kỳ vậy. Thì thua thì tất nhiên thì anh không có lần sau để tham dự Euro nữa đâu. Lúc đó anh cộng thêm 3 tuổi nữa nếu không có dịch. 3 tuổi, tại vì năm nay mình trễ 1 năm thì anh có thể anh không còn cái cơ hội để mà anh thi nữa, nhưng mà đâu có sao, anh thi cái khác, anh chơi đá trong những cái khác anh còn đá được mà. Đá thì người ta trách cái thái độ của anh. Chắc là các em nếu mà mình theo dõi đá bóng mình có theo dõi thấy nha. Ảnh thì cũng có những cái khen, cũng có những cái người ta khen, ví dụ như là không chịu uống Coca-Cola có đường nha, uống nước trắng thôi. Cái đó người ta khen, nhưng có những cái thuộc về cảm xúc, tất nhiên mình cũng chia sẻ, mình cũng thấu cảm, là bởi vì ảnh ở Hàng Công, ảnh lâu lâu ảnh cũng có về thủ nữa chứ không phải không, nhưng mà nói chung ảnh là ở Hàng Công. Bên hàng thủ làm sao để bị rớt vô, bị đá vô một cái là anh tức. Cái người hàng công mà bị gọi là công làm thủ phá đó, người ta tức hơn là cái người hàng thủ, đúng không? Thì thôi cũng chia sẻ, cũng thấu cảm với anh, nhưng mà tính lại đó thì vẫn là một sự phản ứng không có chuyên nghiệp. Rồi nãy giờ thì chia sẻ, bởi vì thì không có muốn gọi là nói những cái bài học nó quá khô khan lý thuyết, mà mình cứ đưa vào trong thực tế thì mình sẽ hiểu về tính chuyên nghiệp sâu hơn nha. Thì rất vui là bây giờ là có được bảy mấy người tham dự rồi. Rồi, mục tiêu học tập hồi nãy mình nói ra rồi ha, tức là mình trình sau khi hoàn thành bài học, sinh viên các em có thể trình bày được các khái niệm đó về nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp và tính chuyên nghiệp y khoa, và thứ hai nữa là trình bày được những yêu cầu của tính chuyên nghiệp y khoa. Rồi, một cái câu hỏi, thực ra nếu ở trong lớp học á, thì thầy sẽ mời một bạn nào đó trả lời nha, nhưng mà bây giờ mình học online, đặc biệt là mà qua live event, thì việc bật mic và việc trả lời trên comment là nó hơi chậm nha. Thầy nói là 15-20 giây sau các em mới nghe được, đúng không? Thành ra các em 15-20 giây sau nói thầy nghe đây thì hết phút, nửa nửa phút phút rồi nha, các em thời có thời gian suy nghĩ nữa nha. Đó, thành ra thôi thì các em mình làm việc trên tinh thần rằng thầy đặt câu hỏi các em cứ trả lời trong đầu đi nha, rồi một chút so lại với cái câu trả lời của thầy hoặc là thầy dẫn chứng lý thuyết, thì các em xem lại coi mình tự trả lời đúng đến mức nào. Rồi thì cái câu hỏi mà làm thế nào để có vẻ chuyên nghiệp, tiếng Anh nó gọi là look professional, look pro. Thì thực ra cũng quan trọng lắm nha, cái chuyện mà look professional nó cũng quan trọng lắm, là bởi vì người ta nói rằng là cái nhìn đầu tiên á là rất quan trọng, love at first sight, đúng không? Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu lần đầu tiên người ta thấy mình nhân viên y tế, ví dụ như là ăn mặc chỉnh chu, không cần quá gọi là cầu kỳ màu nè, ăn mặc chỉnh chu, ví dụ như áo blue giặt ủi này kia, thẳng thớm sạch sẽ, tóc để gọn gàng, có bảng tên phù hiệu đeo ngay ngắn nha, vân vân. Hồi xưa là thầy thiêu tên lên áo blue, thiêu nó chỉnh chu không có siêu vẹo, thì tự nhiên người ta phát tâm là tôn trọng mình liền đó, chưa biết mình giỏi dở nha. Rồi và kế tiếp nữa, sau cái nhìn đầu tiên đó, lời nói đầu tiên của mình nhẹ nhàng lịch sự là tự nhiên người ta quý mến của mình thêm một bậc được đó. Rồi sau đó mình thăm khám, mình hỏi bệnh, mình thăm khám rồi mình chẩn đoán điều trị chính xác nữa, người ta hết bệnh thì người ta tâm phục khẩu phục đó. Hay nói một cách khác rằng là thôi để thầy nói luôn câu thứ hai đi nha, làm thế nào để thật sự chuyên nghiệp. Thì hai câu này thực ra là
nó có mối liên hệ với nhau. Thì look professional á, thì như hồi nãy thầy có nói, tức là qua diện mạo, rồi qua cái lời ăn tiếng nói của mình, đã qua cái sự quan tâm của mình với đối với bệnh nhân, thì đó là vẻ bên ngoài. Còn đến một bước thứ hai là thật sự chuyên nghiệp, là mình chữa người ta đúng theo những cái chuẩn mực khoa học mà mình đã học. Còn đương nhiên mình chữa đúng theo chuẩn thì cũng có trường hợp thất bại chứ không phải không? Ha, các em biết rồi. Đâu y khoa đâu phải cái gì cũng chữa hết. Các em học hồi năm nhất đó thì có nói đó. Ngay cả cái ông mà thần y học hồi xưa, cái gậy của ông có hai đầu mà. Ha, gậy, cái gậy biểu tượng ngành y đó là một đầu sinh và một đầu tử. Không phải mình chữa hết được mọi bệnh đâu. Nhưng điều quan trọng là mình chữa đúng theo chuẩn, ta gọi là có y học chứng cứ ha, tức là có theo chuẩn, cái gì cũng phải theo chuẩn. Giống như là hiện nay cái việc mà cách ly F1 của mình là nó theo cái chuẩn mới của Bộ Y tế hướng dẫn, để đáp ứng với cái tình hình rằng là các cái cơ sở cách ly của mình là hiện nay là sắp quá tải, sắp quá tải, chưa có quá tải, sắp quá tải, tức là trong cái tình hình mà dịch ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận mà nó tăng rất nhanh thì sẽ quá tải, thì Bộ Y tế phải đưa ra cái chuẩn mới ngay và thành phố Hồ Chí Minh làm theo chuẩn, tức là cách ly tại nơi cách ly tập trung 14 ngày thôi thay vì 21, và cộng cái 7 ngày đó vào trong cái cách ly tại nhà, thành ra là 14 ngày tại nhà, 14 cộng 14 thay vì là 21 cộng 7 đó, tức là mình phải nắm được cái chuẩn chứ mình không làm theo kiểu mà gọi là amateur, đúng không? Ngược lại với professional là amateur, tài tử, làm theo kiểu mà hứng đâu làm đó, không có chuẩn mực gì, không có điều nghiên trước. Và cuối cùng là người ta nói rằng nếu làm amateur thì thế nào rồi cũng sẽ có những cái sự cố trục trặc xảy ra thôi. Ví dụ mình làm không đúng chuẩn, cái nó lây lan thì kia cũng được. Đặt tức là nó phải có cái chuẩn. À, trước khi ra cái chuẩn 14 cộng 14 này đó, là Bộ Y tế có ra một cái chuẩn liên quan đến cái gọi là thí điểm cách ly F1 tại nhà, đúng không? Các em theo dõi đúng không? Tức là toàn bộ là tại nhà luôn á, chứ không phải là 14 cộng 14 nữa, toàn bộ là tại nhà. Nhưng phải đảm bảo một số các điều kiện. Ví dụ như đó là nhà riêng, có cổng riêng, không đi hành lang chung, cổng chung nè, phải có cổng riêng để mà đảm bảo cái chuyện mà không lây lan. Và ở trong nhà nè. Và nếu ở trong nhà có người là lành mạnh đó, thì người F1 phải có phòng riêng được nè, nếu trong nhà có người lành mạnh. Còn nếu trong nhà là F1 hết thì là chuyện khác nè. Đó, tức là phải có cái chuẩn đó để mà cách ly F1 tại nhà hoàn toàn. Đó thì nó phải có những cái chuẩn như vậy. Thì là cái người thầy thuốc, các em sau này hoặc là từ rài về sau, chứ không chờ tới khi ra trường đâu, làm phải luôn luôn học hỏi để mình biết cái chuẩn. Đó giống như là cái chỉ thị 16 là cái chuẩn cách khoảng giữ khoảng cách là 2 mét. Chỉ thị 10 của thành phố Hồ Chí Minh, cái chuẩn nó lỏng hơn. Đương nhiên rồi, chỉ thị 10 là cái chỉ thị mà nó bớt, tức là nó ở trung gian giữa 15 với 16, các em biết rồi. Nó bớt chặt hơn để mà ví dụ như là vẫn tạo cơ hội cho người ta làm việc, tạo người ta có thu nhập. Còn chỉ có một số các khu vực có nguy cơ thì mới triển khai chỉ thị 16. Ở thành phố Hồ Chí Minh của mình là chọn triển khai theo chỉ thị nào là theo tình hình của từng khu vực để mà đảm bảo mục tiêu kép, tức là vừa chống dịch vừa đảm bảo cái kinh tế. Chứ nếu không ai làm việc được thì người ta sẽ chết đói trước khi chết bệnh, đúng không? Đó thì những cái chuẩn đó là mình cũng phải hiểu là tại sao mà 1,5. Thực tế Tổ chức Sức khỏe Thế giới đó chấp nhận là 1 mét luôn á. Ha, chấp nhận 1 mét luôn. Nhưng mà tất nhiên phải mang khẩu trang đúng cách, đúng chuẩn.
Bởi vì mình biết rồi, 2 mét là cái khoảng cách mà giọt bắn, nếu mà một người nào đó không mang khẩu trang, ho hắt hơi thì giọt bắn có thể bắn xa tới 2 mét. Đó là cái nghiên cứu người ta thực hiện lâu rồi. Mỗi thứ, mỗi cái con số nó đều có cái ý nghĩa của nó có cái nghiên cứu chứng cứ của nó. Còn Tổ chức Sức khỏe Thế giới thì với cái chuẩn 1 mét thì với điều kiện rằng là phải mang khẩu trang cả 2 người, thì lúc đó không có giọt bắn theo kiểu ho hắt hơi thì có thể giữ khoảng cách 1 mét. Thì nó cũng tùy. Ở Việt Nam thì chắc là thầy không, nếu mà thầy là cái người mà ra cái quy định thì chắc là thầy không dám đưa ra cái khoảng cách 1 mét đâu, 1 mét nữa thì chắc ăn. Bởi vì người Việt Nam của mình đó, đeo khẩu trang nhiều khi không có đúng cách, đeo ví dụ chừa lỗ mũi không biết các em có thấy những trường hợp như vậy hay không, hoặc là đeo nó có những khoảng hở, tức là khẩu trang không ôm sát mặt, rồi cái chuẩn khẩu trang không đúng nữa, khẩu trang không đảm bảo cái 3 lớp, trong đó có những lớp gọi là kháng khuẩn và cản vi sinh vật, tức là cái lỗ nó nhỏ lắm, nó cản vi sinh vật mà nó kháng khuẩn, chứ không phải lấy 3 lớp vải tầm bậy tầm bạ may ra cái khẩu trang là gọi là khẩu trang đâu. Cái hồi mà chưa có thành phố của mình, mà hồi mà chưa có chỉ thị 10 đó, tức là gọi là sạch đó, tức là lúc trước đó mình thấy là có đá banh người đi coi này kia vân đó, tức là bình thường đó, bình thường mới đó, thì mang khẩu trang đó cũng được. Nhưng tại thời điểm này là thời điểm mà gọi là vùng có dịch ha, người thành phố đi tới các tỉnh khác đó, là gọi là từ vùng có dịch về đó nha, thì mình phải mang khẩu trang. Không biết các em có nghe cái thuật ngữ này không, chắc là mình là sinh viên Y4 rồi chắc mình nghe khẩu trang vải 870, là nó lấy cái quyết định của Bộ Y tế về cái chuẩn khẩu trang vải là phải có 3 lớp, mà trong đó có cái lớp kháng khuẩn kháng nước ha, kháng khuẩn kháng nước, tức là không thấm nước và kháng khuẩn, và giặt lại thì có số lần theo quy định tùy từng nhà sản xuất. Đó, tức phải đúng chuẩn chứ không phải lấy cái khẩu trang bán ngoài lề đường mà đeo lên mà ngăn được dịch đâu. Đó, thành ra mà đeo cái khẩu trang mà kiểu mà lơ mơ đó thì con virus nó còn còn vô còn nhiều hơn. Tại sao? Bởi vì cái khẩu trang nó giống như là cái ổ virus vậy đó, virus nó bám 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 lên, cái lúc nào đó mình hít mạnh vô thì nó vô nhiều hơn, đúng không? Tức là cái chỗ mà nuôi virus vậy đó. Tức là nó cản không được, nó hít vô được mà nó còn giữ virus trên bề mặt của nó nữa thì nó quá nguy hiểm. Rồi mang khẩu trang mà cái tay của mình đã bốc lên trên đó, rồi sau đó chùi mũi móc, xin lỗi, móc cái mũi thì nó lại còn nguy hiểm nữa. À, không biết các em ở đây mình rửa tay khác sự khử khuẩn đó bằng xà phòng hay là bằng dung dịch sự sát khuẩn gì cũng được, đủ 30 giây 2 lần hát Happy Birthday không? Không, một bài hát, một bài Happy Birthday mà mình hát thông thường hát 2 lần á, đúng chuẩn 30 giây không? 6 bước mỗi bước 5 lần, 6 bước mỗi bước 5 lần, đủ 30 giây không? Thầy không dám hỏi tụi em ai biết, ai làm đúng thì gõ số 1, tại vì cái tương tác trong live event nó hơi chậm. Nhưng mà nếu mà các em làm được cái điều đó là thầy khen ngợi, đúng, mình là sinh viên ngành y nha. Và thông thường thì Tổ chức Y tế Thế giới người ta khuyến cáo mỗi người tự đem cái chai dung dịch sát khuẩn theo người, thường là loại gel cho nó dễ, nó lau bay hơi hơn, mình mới chà đủ 30 giây chứ cần kiểu xịt giống như là xịt vô cái lòng bàn tay rồi chà chà 2 lòng bàn tay với nhau, đầu ngón chưa chà, đầu ngón mặt mu mặt lòng và đỉnh ngón chưa chà, thì mà chỗ đó lại là cái chỗ mình hay bóc đồ nhất đúng không, hay cái chỗ mình hay thọt vô lỗ mũi của mình đúng không, thì nó lây ghê gớm luôn ha. Đó, thành ra là mình thấy là hiện nay đó, thậm chí là bệnh viện bệnh nhiệt đới, các nhân viên hành chính, nhân viên hành chính thì đương nhiên người ta không rành bằng nhân viên chuyên môn, có một người bị nhiễm thì lây hết cho mấy chục người còn lại. Nhân viên hành chính của bệnh nhiệt đới mà có khi còn chưa chuẩn, đương nhiên là bên y tế của mình là bên khối lâm sàng thì chuẩn rồi,
tại vì mình khám điều trị bệnh hàng ngày, mình quen rửa tay rồi. Nhưng mà cái người hành chính giống như người dân thường, đúng không? Đó, thành ra các em nhớ nha, rửa tay khử khuẩn á, cái ca mà năm số 5 khử khuẩn á, là ít nhất là 20 giây nha. Tổ chức Sức khỏe Thế giới nói nếu mình dùng cái cồn khô đó, cái cồn gel đó, thì từ 20 đến 30 giây, nhưng tốt nhất là 30 giây, hai lần hát Happy Birthday, tức là tròn một bài Happy Birthday mới đủ. Còn nếu mà mình rửa tay bằng xà phòng thì nó sẽ có những khâu làm khô này kia đó, thì mình có thể kéo dài đến 60 giây. Nhưng cái phần mà 6 bước mà mỗi bước 5 lần thì là 30 giây nha. Nhớ nha, cái đó mà là để thì cái đó mới gọi là thật sự chuyên nghiệp đó ha. Chứ còn nếu mà mình cũng chà chà vô lòng bàn tay, xịt sơ sơ chà chà vô lòng bàn tay là mình không có chuyên nghiệp ha, không có pro đó. Thì để đảm bảo cái tính chuyên nghiệp đó là các em sẽ thấy là nó có rất là nhiều các cái yêu cầu ha. Cái chữ bự nhất đó là duty, tức là cái trách nhiệm ha, trách bổn phận sự trách nhiệm vụ đó ha. Nói vui là bổn phận sự trách nhiệm vụ đó ha, tức là mình phải làm tròn nhiệm vụ của mình ha. Thì đương nhiên rồi, ngành y của mình. Rồi các em sẽ nhìn vào, các em sẽ thấy là continue learning, tức là học tập liên tục ha, CME đó. Rồi chữ bự bự đi, integrity, tức là một cái sự nói một cái từ nôm na này nữa là nhất quán ha. Nhất quán tức là mình không có được quyền ở trước thì dài sau thì cái kia, tức là lủng mủng lãng mạn, kiến thức của mình nó cũng không có nhất quán, kiến thức này đá kiến thức kia ha. Integrity, giải thích cái chữ integrity hơi khó chút xíu, các em nếu mà rành tiếng Anh sẽ hiểu là nó là cái sự thống nhất trong nội bộ, trong cái kiến thức, trong cái hành xử, trong ứng xử của mình. Communication skill đó, kỹ năng truyền thông như nãy thầy có nói đó, tiếp xúc với người bệnh phải nói sao cho người ta cảm thấy hiểu, hài lòng. Ngoài cái chuyện là áo quần mình nó tươm tất nha, phải hiểu hài lòng. Rồi clinical competence nó ngay xuống dưới đó, mình nhìn luôn thấy là ok rồi ha. Tức là mình phải có năng lực lâm sàng, chứ còn mình chữa ai chết đó thì đâu có gọi là chuyên nghiệp, đúng không? Rồi còn lại các em sẽ thấy nè, empathy, sự thấu cảm chia sẻ với người khác, confidentiality là sự bảo mật, đúng không? Nãy thầy có nói đó, bảo mật. Role model tức là mình ứng xử làm sao mà để làm cái tấm gương ha. Role model là tấm gương, nhìn lên trên là scientific knowledge, kiến thức khoa học. Accountability là trách nhiệm giải trình, tức là mình làm cái gì phải có lý lẽ giải thích được, chứ không phải làm theo cảm tính. Altruism là cái tính vị tha, cái lòng vị tha, tức là mình biết nghĩ đến người khác. Honesty, sự trung thực. Responsibility là cái tính có trách nhiệm. Đó, thì các em sẽ thấy rằng là cái professionalism đòi hỏi những yếu tố như vậy. Rồi, còn đây là cái hình ảnh mà chắc là các em cũng đã từng thấy trên báo. Bộ Y tế vào cuộc vụ bác sĩ dẫm chân lên giường bệnh. Anh này là trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh và sau đó anh mất cái chức vụ đó nha. Thì theo lời anh nói thì anh không cố ý, mà chỉ là cái người bệnh có cái tổn thương ở sau lưng, thành ra để xem cho nó có thế, tại vì nếu không thì sẽ khum rất là mỏi lưng, thì anh chống cái chân lên để anh xem cái tổn thương sau lưng. Đó, thì anh lý giải là như vậy. Nhưng mà bây giờ cái hình ảnh đã thấy như vậy rồi, hay nói một cách khác là có thể nếu anh nói đúng thì đây là cái tình trạng gọi là tình ngay lý gian nha. Trước mắt thì ảnh vẫn phải mất cái chức trưởng khoa. Hay nói một cách khác rằng là nếu các em sau này đi bệnh viện phải hết sức để ý đến cái tư thế của mình, đừng để người ta hiểu lầm đó, tức là đừng để xảy ra những tình trạng kiểu như anh này. Khía cạnh nào đó thì mình cũng thấy anh cũng tội nghiệp, nhưng mà rồi thì người ta đưa lên mạng, hình ảnh đưa lên mạng là một sự cố truyền thông, đến mức Bộ Y tế phải vào cuộc, thì không nên chút xíu nào.
Và đây là một câu chuyện thứ hai tương tự như vậy. Thì đây là một cái cô ở bệnh viện mắt trung ương nha, bác sĩ bệnh viện mắt trung ương. Và thực ra thì cô cũng có cái ý gì, cái em để ý thấy là có nhiều người mình quen với kiểu ngồi như vậy đúng không, nhất là ở những người ở quê thì mình quen với kiểu ngồi như vậy. Mình không cố ý là coi như là không có tôn trọng bệnh nhân hay là cái gì, chỉ là thói quen của mình thôi. Nhưng rồi thì cuối cùng mình lên mặt báo, mình lên hình ảnh lên mạng xã hội thì mình lại bị chê trách. Đã, thì qua hai cái hình ảnh này thì có một cái lời nhắn nhủ rằng là người thầy thuốc phải hết sức cẩn trọng đối với từng cử chỉ điệu bộ dáng vẻ của mình, không còn cách nào khác nha. Bởi vì như nãy mình thấy cái bảng hình đó là cái role model, tức là một cái tấm gương buộc mình phải ứng xử cho nó nghiêm túc. Các em thấy rằng là những cái người mà trong thế giới showbiz đó, nha, thì hễ cứ hở ra cái gì lập tức người ta moi liền đúng không? Bởi vì đã là một cái người ở thế giới showbiz thì phải hết sức cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói. Tất nhiên mình không phải là thế giới showbiz, mình là thế giới doctor đúng không? Nhưng mà thế giới doctor mình còn phải cẩn trọng hơn nữa. Showbiz thì có khi người ta nói là sướng ca vô loài, sướng ca vô loài nó không có tư cách gì đâu, thì có khi là người ta còn chấp nhận được. Chứ bác sĩ mà có những cái ứng xử kiểu như vậy là lập tức ngày mai là Bộ Y tế vào cuộc liền đúng không? Đó, này thầy đâu có, này đâu phải thầy nói đúng không, mà là dẫn chứng cụ thể nha. À, cái thói quen mà nói có sách mách có chứng cũng là một cái khía cạnh của tính chuyên nghiệp y khoa. Cái gọi là accountability đó, hồi nãy thầy có nói đó, là nếu mình phát biểu điều gì phải có cái cơ sở. Thành ra hồi nãy có một số em mà dự cái lúc mà mình mới đầu vào đó, cái phiên live event trước đó, thì thầy có nói về cái câu chuyện về các bạn ở Hải Dương. Thì thực tế đó là một cái bài viết trên báo mà các em về có thể đọc. À, mà thì dựa vào đó để mà chia sẻ lại với các em là sự phân tích là rất tốt nha. Chứ còn nếu mà chỉ suy nghĩ chủ quan của thầy không, thầy cũng dám chia sẻ như thế này với các em đâu nha. À, ở trường của mình từ lâu lắm rồi, từ 10 năm, gần 10 năm trước cũng đã tổ chức những hội thảo tập huấn cho các giảng viên nha, về cái tính chuyên nghiệp y khoa. Lần đó thầy cũng có tham dự. Rồi, tính chuyên nghiệp là gì? Thì cái này một số những cái nội dung thì chắc là mình sẽ cái nào mà không gọi là không liên hệ lắm với cái ngành của mình đó, thì thầy sẽ nói nó nhanh hơn. Còn nó liên hệ mật thiết với cái ngành của mình, với cái công việc của chính các em sau này, thì thầy sẽ phân tích sâu hơn, thậm chí rồi cho nhiều ví dụ ha, để mình hình dung. Rồi, cái chữ profession, nghề nghiệp, thì nó xuất phát từ cái từ gốc tiếng Latin professio, có nghĩa là một sự tuyên bố công khai nha. Bởi động lực của một lời hứa, có nghĩa rằng là ví dụ như là bây giờ mình lên mạng xã hội, hoặc là mình lên ở trong trường mình đăng ở ví dụ như là ở một cái bản tin nào đó trong trường, nói rằng là tôi sẽ bỏ thuốc lá hay là tôi sẽ làm cái gì đó nha, hoặc là tôi đăng ký hiến máu này kia vân vân, thì đó là mình đã có một sự tuyên bố công khai và ẩn ở dưới đó là một cái lời hứa của mình đó. Thì cái chữ professional nó có nghĩa là như vậy đó nha, sự tuyên bố công khai, public declaration with the force of a promise nha. Thì cái profession, tại sao nó lại liên quan đến chữ profession, professional? Đó là bởi vì thực ra là nó có liên quan đến cái gọi là cái lời thề nha. Ngành y của mình từ thở hồi thở Hippocrates
trước khi mà từ giã người thầy của mình ra hành nghề độc lập thì phải tuyên thệ, tức là thề đó, tuyên thệ rằng là tôi phải tuân thủ điều gì điều gì điều gì, điều gì nha, mà nếu sai lầm thì tôi sẽ bị người đời cười chê, xã hội khinh rẻ ha. Đại khái cái lời thề mà hồi năm 1 thầy có nói đó. Đó thì những cái nghề nghiệp nào mà cái người theo cái nghề nghiệp đó có thể có tuyên thệ một cách công khai, một cách công khai nè, chứ còn mình tự nói thầm không tính nha, thì được gọi là một profession. Thành ra hồi xưa không có nhiều nghề được gọi là profession đâu. Một chút mình sẽ nói đó là những nghề nào. Rồi còn cái này là tính từ, cái này là danh từ nhà chuyên nghiệp, giống giống như tính từ nhưng mà đó là danh từ. Rồi tính chuyên nghiệp professionalism. Rồi mỗi nghề nghiệp từng đưa ra một bộ nghĩa vụ đạo đức nêu rõ các chuẩn mực dựa trên đó để thẩm định các thành viên. Thì các nghề, cái nghề nghiệp kinh điển gồm nghề y này, nghề luật, cái người luật sư mà khi mà người ta tốt nghiệp đó, người ta cũng phải có cái lời tuyên thệ. Nghề giáo cũng có cái lời tuyên thệ. Thực ra cái hiến chương các nhà giáo nó có còn sớm hơn là cái hiến chương của bên về tính chuyên nghiệp y khoa nữa. Một chút nữa thì sẽ thấy là cái hiến chương của nghề y đó, tức là hiến chương về tính chuyên nghiệp y khoa ra đời sau cái hiến chương của nhà giáo. Nghề giáo cũng là cái nghề mà người ta cũng phải có giống như nãy giờ mình nói vậy đó, là tấm gương rồi này kia vân vân. Nghề luật cũng vậy. Và hiện nay kinh doanh cũng đề cao tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp. Xưa giờ thì kinh doanh không được coi là một cái nghề nghiệp mà đàng hoàng, bởi vì trong tiếng Việt của mình gọi những người kinh doanh là con buôn, đúng không? Cái gì mà có chữ con ở đằng trước là mình khi dễ, đúng không? Ví dụ như con nghiện, đúng không? Mình coi ra giống như con heo, con bò ấy. Con ha, con buôn à, khi dễ. Nhưng mà dần dà về sau này người ta thấy rằng là nếu kinh doanh mà không có đạo đức thì nó không có bền, đúng không các em? Đó, tức là ai mà kinh doanh không có đạo đức thì rồi người ta cũng sẽ bỏ rơi những người đó. Ai mà làm ăn theo kiểu ăn xổi ở thì rồi người ta cũng bỏ rơi. Và thực ra là nó không phát triển lớn được, nó chỉ làm ăn nhỏ lẻ thôi nha. Chứ còn thí dụ như là những cái tập đoàn mà kinh doanh, thí dụ như là siêu thị này kia vân, mà thậm chí có tầm thế giới, thì người ta phải có một cái đạo đức nghề nghiệp. Chứ còn không thôi là ai mà mình tin tưởng để mà mua đồ của người ta, đúng không? Đó, thành ra từ từ dần dần cái nghề kinh doanh, nhất là kinh doanh mà buôn bán lớn mà làm ăn lâu dài, chứ không phải là mấy người lừa gạt rồi mấy cái xây cái nhà rồi lừa tiền người ta dần dần nha, thì cái đó là vô đạo đức rồi nha, thậm chí là vi phạm pháp luật nữa nha. Nhưng mà nói chung là cái nghề kinh doanh cũng không có được coi trọng lắm đâu. Nghề y, nghề luật, nghề giáo dục là những người mà trong cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình gọi là thầy chứ không phải gọi là con, đúng không? Tới chừng nào mà gọi là cái thằng bác sĩ hay là cái con bác sĩ này là nghề mình là xuống dốc rồi đó. Còn bây giờ người ta vẫn gọi là thầy thuốc, thầy giáo, và nghề luật gọi là thầy gì các em? Tương tác lại về hơi khó, thầy kiện. Thầy kiện của thầy cãi. Còn thầy bói không tính. Thực ra hồi xưa người thầy bói được tôn trọng đó. Chẳng qua là bây giờ mình khoa học phát triển rồi mình nói mình thấy người ta mê tín. Chứ còn hồi xưa thầy bói là được tôn trọng. Nói chung là có chữ thầy là được tôn trọng rồi đó. Rồi tính chuyên nghiệp. Nhiều người nói việc chọn một cái nghề tập hợp các kiến thức, kỹ năng cần thiết của một lĩnh vực hoạt động chuyên biệt nào đó. Cái nghề là chưa phải là profession đâu nha các em. Đó, ví dụ như là các em chọn làm cái nghề kinh doanh, làm cò đất, cò đất gì đó cũng là cái nghề. Nhưng không được gọi là một cái profession đâu nha. Nhớ nha. Làm cái nghiệp và hoạt động cả cuộc đời thì nên xuất phát từ một sự thôi thúc bên trong. Cái nghiệp vocation nó có cái gốc là hay lắm nha. Trong Công giáo
cái chữ vocation có nghĩa là ơn gọi, tức là một cái người mà ta chọn cái con đường tu hành là trong công giáo đó là phải có ơn gọi, tức là một cái tiếng nói xuất phát từ chữ voice, mà vocation từ chữ voice là một cái ơn gọi từ Thiên Chúa. Đó, thành ra người ta nói rằng là khi mình chọn, mình đi học một cái nghề đó, mình chọn làm cái nghiệp, thì mình nên dựa vào cái sự thôi thúc bên trong. Mà đặc biệt nếu đó là một cái nghề nghiệp mà mang cái tính chất đạo đức giúp đời thì càng tốt nữa. Cái đó mình gọi là một vocation. Rồi bây giờ tới tính chuyên nghiệp y khoa là gì? Medical professionalism. Thì thầy dẫn cái định nghĩa của tính chuyên nghiệp y khoa của Hội Y học Úc. Hội Y học Úc có nhiều cái văn bản rất là hay. Ví dụ như cái bộ Ethical Code, tức là cái bộ nó gọi là bộ quy tắc về đạo đức của Úc, cũng do cái Hội Y học Úc này đưa ra. Đó, Code of Ethics đó. Là rất là hay. Tức là cái nguyên thầy này thầy trích một phần của Code of Ethics thôi, cái bộ quy tắc đạo đức thôi. Còn đọc hết luôn á, rất là hay. Đó thì nếu các em có điều kiện thì mình cứ search đúng theo cái mà thầy dẫn lên nè. Trên mạng là có nha. Và hiện nay là nó đã được điều chỉnh, revise, chỉnh lý vào năm 2016. Còn nó ra đời phiên bản 2004 nha. Thì tính chuyên nghiệp y khoa là gì theo cái bộ quy tắc đạo đức này? Các em đọc tiếng Anh hay tiếng Việt gì đều được. Và các em để ý thấy thầy tô màu vậy nha, thầy tô màu. Là đầu tiên, thôi mình tập trung tiếng Việt đi, đỡ rối một thứ thôi. Tính chuyên nghiệp y khoa bao hàm những giá trị và kỹ năng. Giá trị tiếng Anh nó gọi là values, có đếm được. Đó, values có đếm được. Tức là những cái điều mà người ta coi là có giá trị. Nha. Ví dụ như là sự hy sinh, lòng vị tha. Nha. Hồi nãy mình nói sự hy sinh, lòng vị tha. Giống như hiện nay là ngành y của mình đang rất là cực để mà mình chống dịch đó. Thực sự nó phải dựa trên cái sự hy sinh và lòng vị tha. Rồi sự cẩn trọng. Cẩn trọng cũng là một đức tính rất quan trọng của người thầy thuốc. Đó, tức là những cái gọi là values. Những cái đó mình gọi là values rồi. Thứ hai là chữ skills. Chữ skills thì không nói các em cũng biết rồi. Ví dụ như là nãy thầy có nói đó. Người thầy thuốc sẽ biết hỏi bệnh, sẽ biết khám bệnh, sẽ biết điều trị bệnh, vân vân nha. Tất cả những cái đó là những cái skill của mình. Rồi, cái điều gì hay nữa mà nghề nghiệp và xã hội kỳ vọng ở bác sĩ hoặc là mở ngoặc nhân viên y tế, có nghĩa rằng là ngoài bác sĩ thì các nhân viên y tế khác cũng phải có cái tính chuyên nghiệp y khoa nữa nha. Nghề nghiệp kỳ vọng thì dễ rồi, đó là những cái mà mình học trong trường y. Xã hội kỳ vọng nữa, ha. Xã hội kỳ vọng cũng rất là quan trọng, bởi vì ví dụ như hình ảnh mà nãy chống chân lên giường hoặc chống chân lên ghế này kia đó, là nó làm xuống mắt của người dân trong xã hội. Đó, thành ra các em thấy rằng là mình phải đáp ứng cả hai kỳ vọng, một là kỳ vọng của nghề y của mình, hai là kỳ vọng của xã hội nữa. Và xã hội hiện nay người ta kỳ vọng ở người thầy thuốc cao hơn hồi xưa rất là nhiều. Hồi xưa có thể người thầy thuốc lạnh lùng, người ta cũng dám nói năng gì đâu. Bởi vì xưa thí dụ như là người y bao cấp đi, ta buộc phải khám bác sĩ đó thôi. Còn bây giờ mà mình lạnh lùng là người ta viết sổ góp ý. Còn không nữa là người ta bỏ qua bên bệnh viện khác. Trước khi bỏ qua người ta để lại vài lòng góp ý hoặc là vô cái hộp thư hoặc là vô điện thoại đường dây nóng nữa là tiêu mình, đúng không? Đó, thành ra các em nhớ rằng là đầu tiên đó là những cái khía cạnh đạo đức ha, tức là những cái giá trị, và thứ hai là những cái kỹ năng mà để đáp ứng hai chuyện, là một là nghề nghiệp và hai là xã hội. Đó, thì
đây là cái định nghĩa mà thầy thấy rất là ngắn gọn nhưng cũng lại rất hay ha, rất hay, bởi vì nó cho chúng ta thấy cái nghề y của mình nó khó ha, nhưng mà nếu mình làm quen, thực tế thì các em đi học hiện giờ mình có thể mình chưa có quen, nhưng mình ra bệnh viện mình làm một thời gian là mình sẽ tập được những cái thói quen hay lắm. Ví dụ như đi đúng giờ ha. Các em giao ca trực, các em đâu có được đến trễ, bởi vì khi đến trễ có chuyện gì xảy ra là mình phải chịu trách nhiệm, chứ không nói mình không có nói rằng là tại sao anh ở ca trước anh không coi chừng giùm tôi luôn. Không, bệnh nhân tử vong thời điểm đó mà mình không có mặt, sau đó có thể đi tù luôn á. Đừng nói là bị chuyện này chuyện kia nha. Thì đúng giờ giao ca là phải xuất hiện, phải có mặt nha. Chứ còn mình nói là tôi có nhờ anh kia, tôi nhờ anh kia văn bản ở đâu, lãnh đạo có phê không, có phê chuẩn không, anh kia anh cũng có chuyện gia đình của anh, ví dụ như là đến đúng giờ đó, về mặt lý thuyết là anh đã được hết rồi, hết nhiệm vụ rồi, đúng không, hết trách nhiệm rồi, anh chạy về đón con, dù con ảnh có chuyện gì đó vợ anh không đón được mà nó khóc la ở trong trường, cô giáo gọi tới đó, bật mà anh té bị trầy chân chảy máu gì đó, anh phải đi thôi, và lúc đó mình không có mặt là mình phải chịu trách nhiệm. Vì mình nói rằng là tôi có nói với ảnh, cái chuyện nói không có giá trị về mặt pháp lý, đúng không đó. Và thêm cái điều đó nữa, thêm điều nữa là thể hiện cái gọi là sự sai sót của mình nha. Rồi sao khi hồi nãy giờ thầy nói có ai nghĩ rằng là mình sẽ mình đi làm cò đất hay gì không, không cò đất bây giờ cũng khổ dữ lắm nha. Covid-19 cái bảng này chắc là tụi em đã thấy ở đâu đó rồi, đúng không? Ví dụ trên những cái thùng đồ mà có đồ dễ vỡ. Và theo các em, người bệnh nhân của chúng ta có phải là đồ dễ vỡ này không? Phải không các em? Phải, đúng không? Bởi vì người ta là người bệnh mà. Sức khỏe người ta yếu nè. Tâm lý của người ta không ổn định. Ví dụ thà là người ta khỏe, người ta đi du lịch, lúc đó người ta vui vẻ, 9 bỏ làm 10. Ở trong bệnh viện, người ta đang mệt mỏi, căng thẳng, người ta chờ đợi lâu, 9 không có bỏ làm 10 đâu. Thành ra cái chuyện mà để cho người dân chỗ xét nghiệm mà chờ mấy tiếng hồ, phải rút kinh nghiệm gọi là sâu sắc đó. Để lần sau không bao giờ để cái chuyện đó xảy ra nữa, bằng cách là trước đó phải làm việc chuẩn bị hậu cần cho nó hết sức là đàng cẩn trọng nha. Cái event lớn vậy, mấy ngàn người, quên mấy trăm người, đâu có thể sơ hở được, đúng không? Rồi và chữ care ở đây thì muốn nói về chữ care, please handle with care. Chữ care có nhiều nghĩa lắm nha, mà nghĩa của nào của nó cũng hay hết trơn á. Chữ care có nghĩa là sự cẩn trọng, đúng không? Ở đây nè, đây là sự cẩn trọng nè, dễ vỡ mà. Thành ra mình phải cẩn trọng. Chữ care còn có nghĩa gì nữa? Sự quan tâm. Sự quan tâm đó. Tức là không phải chỉ cẩn trọng không đâu, mà còn phải để cái tâm. Cái tâm là mình làm việc với cái tâm của mình, tức là với cái tình yêu thương của mình, chứ không phải làm theo kiểu cho có, lấy có, không phải. Sự chăm sóc. Bởi vì chúng ta đang làm cái công việc gọi là health care, đúng không? Sự chăm sóc đã thành ra cái chữ care này rất là hay. Rồi, và ở đây thầy nói về ba cái yếu tố ta gọi là ABC of a caring relationship, tức là mối quan hệ mà thầy không biết dịch cái chữ caring ở đây như thế nào, bởi vì nó có tới ba nghĩa là. Mối quan hệ chăm sóc không thì cũng không đủ. Mối quan hệ với sự quan tâm không thì cũng không đủ. Mối quan hệ với sự cẩn trọng không cũng không đủ. Đó. Thành ra cái tiếng Anh ở đây, caring relationship,
là một cái từ nó rất hay để diễn tả là một cái mối quan hệ mà mình để cái tâm, để cái tâm của mình vào đó. Rồi, cái đầu tiên là chữ A là adaptable, thích ứng. Thì thầy không có thời gian giải thích nhiều, bởi vì những cái điều này các em đã học ở trong các bài khác của môn tâm lý rồi. Các em biết rồi, như nãy thầy có nói, người bệnh tâm lý họ khác người bình thường. Người bệnh lớn tuổi khác tâm lý người bệnh trẻ tuổi. Người bệnh nam giới khác người bệnh nữ giới. Người bệnh cấp tính khác người bệnh mãn tính. Người bệnh chữa khỏi khác người bệnh nan y hoặc là chữa không khỏi. Rất là khác nhau. Người ở bệnh chưa hết nữa. Người bệnh ở vùng thôn quê nó khác người bệnh ở vùng thành thị. Người bệnh nghèo nó khác người bệnh có tiền, đúng không? À, cái gì? Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Đó, thành ra một rồi người bệnh nóng tính nó khác người bệnh điềm tĩnh. Đó, các em học về khí chất đó, temperament đó. Cái người khí chất nóng nảy nó khác cái người khí chất điềm tĩnh. Thành ra một cái điều rất rất quan trọng của một cái người làm cái công tác gọi là chăm sóc gì cũng được, có khi rằng là thậm chí là chăm sóc gia đình một cái caring relationship, ta gọi là làm dâu trăm họ đó, là phải có cái khả năng thích ứng. Hay nói cách khác là các em phải học cho kỹ cái môn tâm lý học, và thậm chí là học xong rồi về nhà tự tìm hiểu thêm nữa, để biết được rằng đối với mỗi loại bệnh nhân thì mình phải ứng xử như thế nào cho nó phù hợp. Giống như ông bà mình nói rằng là cơm sôi thì bớt lửa, gặp cái người nóng tính mà còn cãi tay đôi với họ một hồi đó là người ta lên bệnh viện, người ta báo cáo cho ban giám đốc là mình lên uống trà luôn đó là nguy hiểm lắm. Lúc đó nếu mình cũng nóng tính đó, thì thôi mình lặng lẽ rút lui, mình nhờ cái người bạn nào đó nó điềm tĩnh chút xíu ra nói chuyện đi. Rồi từ tâm, từ tâm thì cái này hình như hồi năm nhất thì có giải thích rồi, đúng không? Tức là từ với bi đều là lòng thương người, nhưng bi là thương cái người đáng thương, còn từ là thương cái người đáng ghét. Thấy cái người đáng ghét mà mình thương được nó khó. Thương ở đây là giống như ông Bao Công vậy đó, nha. Ông nói trước khi ông chém ai đó là ông nói xót thương cho ngươi vì hoàn cảnh đấy đưa mà lâm trọng tội đến mức hôm nay chịu chém. Tức là ông nhìn thấy được cái bối cảnh xã hội, cái hoàn cảnh. Ví dụ ông biết đó là một người cha có đứa con nhỏ, xót con, thành ra nóng nảy đánh bác sĩ. Ông thương, ông thấy được cái điều đó. Nhưng mà theo các em thì ông Bao Công sau đó ông có chém không? Có chém không? Chém. Chuyện nào ra chuyện đó, ha, có tội là phải chém. Bởi vì luật pháp là luật pháp. Mình không thể nói là chúng tôi tha thứ. Hồi năm nhất hình như thầy giải thích chữ tha thứ rồi đúng không? Tiếng Anh là chữ forgive. Give là trao gửi, for là về phía trước, forgive là tiếp tục trao gửi yêu thương, chứ không phải miễn cho ai cái hậu quả họ đáng phải nhận. Cái sự giải thích đó là thầy nghe từ một cái cô người Mỹ á. Thầy nhắc lại đây ha, tha thứ, forgive đó, là tiếp tục trao gửi yêu thương, chứ không phải miễn cho ai cái hậu quả họ đáng phải nhận. Đó, thành ra thí dụ một người nào đó họ đánh mình phải lập tức báo cảnh sát ngay nha, sau đó mình đi khám bệnh chấn thương để coi mức độ thương tật của mình bao nhiêu để truy tố trước pháp luật. Còn thì lúc mà cảnh sát xuống còng tay người ta đưa lên xe, mình ra mình chào người ta, mình vẫy tay mình nói xót thương cho anh nhiều hoàn cảnh đánh tôi đến mức hôm nay bị công an đánh đó. Đó, tức là mình giống Mao Công vậy đó, gọi là lòng nhân từ là vậy đó. Ở đặc biệt vậy đó, tức là cái bà mẹ gọi là từ mẫu đó, là không phải là không có trừng phạt đâu nha, nhưng mà trừng phạt với lòng yêu thương. Từ tâm là vậy đó. Rồi consensus là tận tâm đó, thì giống như hồi nãy chữ care nãy thì có nói vậy đó, tức là mình có tâm, mình để ý, mình quan tâm chăm sóc. Rồi ba cái đó ráng nhớ nha, ABC cũng dễ nhớ mà đúng không? Rồi một cái câu nói mà thầy rất là thích,
của ông Theodore Roosevelt, cố tổng thống Mỹ. People don't care how much you know until they know how much you care. Tức là người ta không quan tâm bạn biết nhiều ít khi mà người ta chưa biết bạn quan tâm đến họ nhiều đến đâu. Tức là thực tế thì đương nhiên rằng là kiến thức hoặc là kỹ năng chuyên môn của mình như nãy thầy có nói đó là cái kỳ vọng của nghề nghiệp của mình đó vẫn quan trọng chứ ha. Nhưng mà có một cái quan trọng hơn, đó là cái tấm lòng, cái tâm của mình đối với người ta. Bởi vì nếu mình có chuyên môn tốt nhưng mình không có đạo đức là nó còn nguy hiểm hơn nữa. Bởi vì chuyên môn giỏi đó thì mình sẽ bắt bẻ, không phải không phải bắt bẻ, mình làm khó người mình. Mình giỏi mà, mình nói là bây giờ về chỗ phòng mạch của tôi đi, có loại thuốc này hay lắm, hoặc là có cái máy móc này hay lắm, ở đây không có, bệnh viện không có, mình giỏi mà. Đó, về đó tôi mổ cho. Nhưng mà người ta đâu có tiền, đúng không? Thì coi như là mình làm khó người ta rồi. Đó, thành ra người ta nói có tài mà không có đức là rất nguy hiểm. Còn đương nhiên có đức không mà không có tài thì cũng nguy hiểm không kém, đúng không? Thành ra là giữa know với lại care phải có cả hai nha. Nhưng mà care thì phải đi trước. Đó, giống như hồi nãy thầy có nói gì đó, vào mình phải sự thể hiện sự quan tâm trước, rồi sau đó mình chữa hết bệnh cho người ta thì mình sẽ thành công. Còn vào mình nói chuyện thấy ghét đã bỏ qua bệnh viện khác, hoặc là người ta báo cáo bằng giám đốc là mình lên phòng ban giám đốc uống trà, chưa có được thi thố tài năng kỹ năng chuyên môn gì đâu là mình đã lên báo rồi nha. Rồi thôi mình giải lao một chút xíu rồi mình sẽ vào bài thứ hai nha. Chắc là các em giải lao khoảng chừng 15 phút thôi nha, bởi vì lúc đầu mình để nửa tiếng rồi. Rồi vậy ha. Thì sẽ tạm thời tắt hình ảnh thôi, tại vì live event thì không có tắt nó sẽ tiếp tục nó record hết luôn nha. Cái record trong cái mic thường thì nó ngừng được. Rồi, thầy mời các em quay trở lại mình tiếp tục ha. À, bài tính chuyên nghiệp y khoa thì nó còn một số các slide tiếp nữa. À, nó mang ra cái tính chất lý thuyết học thuật một chút. Thì có thể các em sẽ về mình tham khảo thêm. Thực ra không phải tham khảo mà là mình phải đọc thêm á, mình bắt buộc phải đọc thêm. Bởi vì thực tế thì mình học hôm nay đó là giống như mà cái buổi để thầy đưa ra những cái ý quan trọng. Còn những cái nội dung khác mà thầy không có đề cập tới mà có trong bài thì các em cũng phải đọc qua nha. Thì tại vì mình học online thì cái thời gian mình tiếp xúc với nhau nó có ít hơn. Còn lại thì mình sẽ đọc tiếp ở nhà nha. Nhiệm vụ của thầy là sẽ giúp phân tích nè, cung cấp ví dụ nè, để giải thích cho các em hiểu nha. Còn một số các vấn đề nó mang tính chất lý luận thì mình vẫn cần phải đọc thêm ha, vẫn cần phải đọc ha. Rồi bài này cũng vậy, bài khái quát về đạo đức trong nghiên cứu sinh học này cũng vậy, nó có một số cái là đặc biệt là liên quan đến các văn bản của Việt Nam thì do nó hơi chi tiết
thành ra về các em đọc sau. Còn chủ yếu thì sẽ giới thiệu về những nguyên tắc phổ quát ở trên thế giới luôn. Rồi, mục tiêu học tập của bài. Sau khi hoàn thành bài học, các em có thể phân tích được sự cần thiết của đạo đức trong nghiên cứu y sinh học. Vừa rồi chắc là các em cũng biết rằng là cái công ty mà sản xuất cái vaccine của Việt Nam á có đề nghị là Bộ Y tế duyệt nhanh cái vaccine để mà sớm đưa ra thị trường. Thì Bộ Y tế có công văn phản hồi là không thể bỏ qua các cái bước để đảm bảo các nguyên tắc về mặt khoa học cũng như đạo đức được. Sau đó thì công ty có nói rằng là thực tế thì không phải là chúng tôi bỏ qua các bước, mà chúng tôi chỉ muốn rằng là ví dụ như là các cái thủ tục này kia nó nhanh lên thôi. Thì cái đó thì được. Và hiện nay thì đang thử nghiệm ở Hưng Yên. Các em biết rồi, thử nghiệm vaccine là cái số lượng mà người tham gia thử nghiệm nó phải lớn. Bởi vì người ta sẽ chích ở một cái số lượng người rất là lớn. Nó khác với một loại thuốc, đặc biệt là các cái thuốc mà chuyên sâu, thí dụ như là một cái loại bệnh lý chuyên sâu nào đó. Trên thế giới chỉ có 1.000 người bị, thì người ta đâu có cần thử nhiều, đúng không? Chỉ có 1.000 người bị bệnh, thì nếu cái xác suất mà tai biến của nó là 1 phần 10.000 thì 1 phần ngàn người đó bị là có thể nó không xảy ra luôn. Nhưng vaccine sẽ được chích cho hàng, thậm chí hàng tỷ người. Thành ra chỉ cần một cái xác suất biến chứng 1 phần 10.000 là có thể rất nhiều người bị. Thành ra nguyên tắc thử nghiệm vaccine là phải trên một cái cỡ mẫu lớn để người ta xem coi nó có biến chứng hay không. Và nếu có biến chứng thì ở tỷ lệ nào. Đó, thành ra ví dụ như là thuốc thường có thể là tùy loại bệnh, người ta có thể thử nghiệm giai đoạn 3 là giai đoạn mà sắp đưa ra thị trường đó. Còn đưa ra thị trường là chưa hết thử nghiệm đâu nha. Đưa ra thị trường là bước vào giai đoạn 4 nha các em. Tức là người ta vẫn tiếp tục theo dõi các biến chứng tác dụng phụ nhân vật nha. Đó là giai đoạn 4, nhưng mà đã đưa ra thị trường rồi. Còn quay trở lại thì vaccine thường là số lượng người tham dự phải đông, để người ta coi cái tỷ lệ biến chứng tác dụng phụ này kia tới đâu. Thì chỉ trừ trong một số các trường hợp đặc biệt là hiện nay trên thế giới người ta có một cái quy chế riêng cho vaccine COVID là có thể số lượng ít hơn vì tính cấp bách của nó. Mình làm chậm á, thì ra cái vaccine này á, là xong nó có biến thể Delta 2 plus Delta 2 cộng là mình teo luôn, đúng không? Hoặc là thậm chí nó là ra biến thể Theta hay là biến thể Omega gì đó là teo luôn, đúng không? Vaccine không còn tác dụng, đúng không? Thành ra là mình phải chạy đua với lại cái tốc độ đột biến của con virus. Thì nó sẽ có cái quy chế riêng, nhưng cũng phải theo đúng chuẩn. Hay nói một cách khác là Bộ Y tế cũng phải đảm bảo những cái chuẩn về mặt đạo đức trong nghiên cứu. Nhanh thì có thể mình nhanh theo kiểu là bây giờ thay vì 1.000 người đó thử nghiệm trong vòng 1 tháng thì 1.000 người đó thử nghiệm trong vòng 2 tuần. Giống như vừa rồi là chích vaccine gọi là thần tốc. Thần tốc thì nó cũng có những cái chệch choạc, tức là do số lượng điểm chích nó ít, thành ra là có những cái điểm chích nó quá nhiều người. Sân vận động Phú Thọ các em cũng biết. Các em chích ở Vạn Hạnh Môn hay đâu ta? Vạn Hạnh Môn có người không đó. Thì tập trung đông người quá, tại vì mình không có nhiều thời gian. Đó, thành ra là có những cái nó làm nhanh nhưng cũng phải hết sức thận trọng. Đó, thì hiện nay thì
mình thúc đẩy cái tốc độ thử nghiệm vaccine giai đoạn 3 của Việt Nam nhanh lên. Thì đó cũng là một cái điều tốt, nhưng mà luôn luôn cũng vẫn phải đảm bảo các điều kiện về y đức, trong đó đặc biệt là first do no harm, trước hết không làm gì có hại. Hồi nãy giờ thầy có nói rằng là mình sợ rằng là cái biến chứng phát sinh đó, thành ra cái số lượng nó đủ phải đủ lớn, chứ còn nếu không á, 100 người làm sao mình biết được, 100 người những cái biến cố mà xác suất nhỏ có khi nó chưa xảy ra, nhưng rồi mình đem chích 1 tỷ người thì nó xảy ra, thì lúc đó mình gánh một cái gánh quá lớn. Nha, một chút nữa thầy sẽ nói cho các em xem số các cái nghiên cứu trước đây. Rồi thì đây là một cái bài báo của thầy Nguyễn Văn Tuấn có nói về cái y đức và nghiên cứu y học, mà nếu các em nhìn cái chữ nhỏ nhỏ ở dưới đó chắc là hơi khó thấy đúng không? Là trước hết không làm hại đó nha. Mà nãy giờ thầy nói đó. Rồi, sự cần thiết thì thầy thuốc cần nắm rõ và tuân thủ các điều luật đạo đức nghiên cứu khoa học trong y sinh học khi tham gia nghiên cứu, đó là đương nhiên rồi nha, đương nhiên. Rồi còn nếu mình không trực tiếp tham gia thì mình cũng phải hiểu và biết, để mình hiểu cách thực hiện nghiên cứu khoa học, để mà mình biết rằng là giống như nãy giờ thầy nói đó, tức là các em đâu có nghiên cứu vaccine đâu nha, nhưng mà mình phải biết để mình hiểu là tại sao mà Bộ Y tế có cái phản ứng, có cái phản hồi như vậy. À, tức là nhanh gì thì nhanh nhưng vẫn phải đảm bảo, chứ còn không thể theo kiểu đốt giai đoạn được, không được. Rồi còn nhà quản lý y tế cần biết để giám sát và điều chỉnh khi cần thiết đối với các nghiên cứu khoa học trong y sinh học, đúng rồi. À, giống như thầy phải nói thì đó, ở Bộ Y tế có một cái ban gọi là cái ban đánh giá đạo đức các nghiên cứu trong lĩnh vực y sinh học, ban đánh giá đạo đức trong nghiên cứu trong lĩnh vực y sinh học, thì người ta sẽ tham mưu cho bộ trưởng, hoặc là nói chung là bộ trưởng hoặc là các thứ trưởng phụ trách, để mà có những cái phản hồi. Rồi đây là hình ảnh mình vẽ của ai, thì thực tế đây là một cái nhân vật huyền sử thôi. Tức là không biết có thật hay không, mà người ta chỉ truyền miệng thôi. Ông Hippocrates là nhân vật có thật. Ông thần y học thì là không biết có thiệt hay không. Còn ông này bên phương Đông, người ta gọi ông là thần nông. Thần nông, nghe tên quen đúng không? Tức là ông là cái người mà tương truyền. Tương truyền có nghĩa là không biết chắc. Là người đã dạy dân chúng cách trồng trọt và chữa bệnh. Và ông là cái người mà giống như là cái tấm gương về đạo đức trong nghiên cứu y sinh học đầu tiên trên thế giới, nếu ông là người có thật. Nếu ông là người có thật. Thì cũng tương truyền. Đó là với các cái cây cỏ mà mới phát hiện đó. Thì trước khi đem dùng cho bệnh nhân, thì ông thường thử trên chính mình trước khi cho bệnh nhân dùng. Thực tế là ông cũng không phải là ông thử đại đâu, mà các em biết rồi, trong tự nhiên đó, có khi mình quan sát thấy, ví dụ như là cái cây chó đẻ đi, các em biết cây chó đẻ không? Cây chó đẻ thực tế cái tên thật của nó là đẹp lắm, là cây diệp hạ châu đắng, diệp hạ châu là bởi vì cái lá của nó có những cái viên giống như là cái viên ngọc ở phía dưới, thành ra gọi là hạ nha. Dịp hạ châu đắng là cái đó, là mình thêm chữ, thêm cái từ thuần Việt vào để nói rằng là nó đắng, chứ còn cái tên của nó chữ tiếng Hán, tên tiếng Hán là dịp hạ châu nha. Tên rất đẹp, vậy mà người ta nở lòng nào gọi nó là cây chó đẻ. Thực tế là bởi vì hồi xưa người ta thấy là cái con chó mà đẻ ra thì hay thấy là nó đi ăn cái lá đó. Tức là thực ra ông thần nông, ông cũng để ý thấy là các loài vật nó cũng có sử dụng. Giống như mình gọi là nghiên cứu thử nghiệm trên động vật vậy đó. Và tất nhiên ông không có thử nghiệm như là khoa học hiện đại, mà ông quan sát trong tự nhiên thôi. Đó thì giống như người ta hay nói rằng là mình bị con gì cắn thì mình cứ tìm cây xung quanh khu vực đó mình chà lên vết thương.
là bởi vì tự nhiên nó sẽ có một cái cân bằng, cái hay gây hại và cái làm lợi nó phải tồn tại song song thì nó mới cân bằng được. Đó thì có quy luật cân bằng tự nhiên thì người xưa người ta áp dụng như vậy để mà người ta tìm cây thuốc. Và ông thì trước khi ông chữa trên bệnh nhân thì ông thử trên cơ thể của mình. Rồi thì cái đó là huyền sử thôi, mình nói qua vậy thôi. Còn bây giờ mình nói về chính sử, tức là sử có ghi lại hẳn hoi. Thì có một cái sự kiện mà cái tầm quan trọng nó quá lớn đi. Đó là trong thời gian cầm quyền từ 1933 đến 1945, chính quyền Đức Quốc xã đã cho phép thực hiện nhiều cuộc nghiên cứu ép buộc bất kể sự sống chết của đối tượng nghiên cứu. Ví dụ ảnh hưởng của lạnh nóng hóa chất trên nam giới, nữ giới và trẻ em, bất kể sống chết nha. Thậm chí là người ta còn coi có cái liều nào có thể gây chết được nữa nha. Rồi thực nghiệm ghép tạng trên người khỏe mạnh, đâu có được đúng không? Tức là bây giờ thì người nào bệnh thì mình ghép thôi, chứ còn đâu có cắt người này ghép thử người kia coi nó ghép coi nó có tồn tại không, có thể ghép hay không đúng không? Nhưng mà hồi thời đó người ta cái Đức Quốc xã dám làm luôn á. Thử thời gian cho tới lúc chết ở những người khỏe mạnh khi đáp ứng với các tác nhân gây căng thẳng, ví dụ stress, nhiệt độ này kia vân vân. À không, nóng thì hồi nãy mình đã trên mình nói rồi, stress chủ yếu là stress căng thẳng. À các em biết rồi, sau Thế chiến thứ hai thì đây là hình ảnh những cái bác sĩ gọi là các bác sĩ tử thần được đưa ra tòa án Nuremberg, là tòa án xử các tội phạm chiến tranh, bởi vì người ta coi đây là những cái tội phạm chiến tranh gây ra những cái chết cho những người mà tham gia thí nghiệm. Và cũng chính từ cái biến cố mà khủng khiếp này trong cái lịch sử của thế giới, à mở ngoặc nói thêm là những cái người mà thường được đưa ra thử là người Do Thái. Thì chắc là các em đọc theo dõi hồi đó, ở đó giờ biết rồi. Thì cũng chính từ cái biến cố này thì người ta Hội Y học Thế giới, hồi nãy mình nói là Hội Y học Úc thôi, còn này là Hội Y học Thế giới nha, đưa ra cái luật nó gọi là luật Nuremberg. Luật Nuremberg là cái tên, là Nuremberg là lấy từ cái tòa án mà xử tội phạm chiến tranh hồi nãy đó nha. À, một chút nữa mình sẽ tìm hiểu về cái luật Nuremberg này nha. Đó là cái luật nền tảng về đạo đức trong nghiên cứu y sinh học. Tất nhiên cái luật này thì sau này nó còn được bổ sung bởi nhiều cái văn bản, ví dụ như là các nguyên lý dành cho người tham gia nghiên cứu và thí nghiệm. Và sau đó thì nó còn được điều chỉnh bằng một cái khác mà chút nữa thầy sẽ nói, đó là tuyên ngôn Helsinki. Rồi, mình thấy hai mốc năm 1946 và năm 1954 trước đi nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp đến một cái biến cố lịch sử nữa, cũng rất là khủng khiếp, mà có thể có em ở đây đã biết rồi. Hình ảnh của những người mà tay chân ngắn, nhỏ hoặc có khi không có. À, cái anh mà Nick Vujicic, ảnh bị cái chứng này nè. Tất nhiên rằng là ảnh không phải là do ảnh thuộc cái biến cố này, ảnh còn trẻ. Những người mà bị cái biến cố này người ta gọi là sự kiện thalidomide, là một cái sự kiện, một cái biến cố hay một cái event rất là đau lòng, rất là đau lòng. Vậy nó có liên quan đến một loại thuốc, đó là thuốc thalidomide, là một cái loại thuốc an thần giảm đau, chống ói. Đặc biệt rằng là những người phụ nữ mà mang thai hay dùng nó với tác dụng chống ói khi mà bị nghén đó. Và sau một thời gian thì người ta thấy rằng là những cái người phụ nữ mà có sử dụng cái thuốc này đẻ con ra bị dị tật như thế này. Mà lý do tại sao vậy? Đây là một loại thuốc mà Đức đưa ra thị trường năm 1957. Mà các em biết rồi, hồi nãy mình đã có hai cái văn bản đã
đưa ra về cái việc mà thí nghiệm đúng không? Vậy mà tại sao nó lại bị lọt lưới ra cái thuốc mà gây quái thai khủng khiếp như thế này? Đó là bởi vì cái thuốc này nó có hai đồng phân quang học mà công ty này chỉ thử nghiệm trên một đồng phân thôi. Và cái việc gọi là tiết kiệm này, các em nhớ rằng là các công ty dược, mặc dù ở khía cạnh nào đó là ân nhân của nhân loại đúng không? Bởi vì người ta không bỏ tiền ra, người ta nghiên cứu, lấy đâu mình có thuốc mình cho bệnh nhân uống. Nhưng mà ở một khía cạnh khác, các em phải luôn luôn nhớ rằng người ta là một công ty kinh doanh, tức là cái gì mà người ta tiết kiệm được để có lời nhiều hơn là người ta sẽ làm. Ha, thí dụ như là ở nhiều nước đó, người ta vận động hành lang để có được những cái luật mà giảm số lượng người thử nghiệm. Ví dụ hoặc là cái luật nó lỏng lẻo hơn. Ví dụ như là nghiên cứu ở giai đoạn 3 đi, nó gọi là phase 3 đó, pha 3 đó, là từ 1.000 đến 10.000 người. Thì theo các em, người ta sẽ chọn con số nào để đưa vào thử nghiệm? Nếu cái luật cho phép số lượng người thực hiện ở pha 3 là 1.000 đến 10.000, người ta có chọn số 10.000 không để mà đi vét hết tất cả những cái biến chứng hoặc là những tác dụng có hại? Tất nhiên cũng có những công ty người ta có đạo đức, người ta sẽ chịu bỏ tiền ra để làm 10 đến 10.000, nhưng mà cũng có những công ty người ta sẽ chọn số 1.000 thôi. Bởi vì thứ nhất đỡ tốn tiền thử nghiệm, thế mà thứ hai nhanh chóng đưa thuốc ra thị trường trước đối thủ cạnh tranh của mình, bởi vì thế giới cạnh tranh mà đó. Thành ra các em sẽ thấy là mình phải hết sức cẩn trọng đối với các công ty dược, thậm chí các khoản tài trợ của người ta cho những nghiên cứu lâm sàng của mình, bởi vì có khi người ta có một ẩn ý gì đó ở đằng sau đó. Ví dụ như là người ta cho tiền mình làm nghiên cứu thực tế để lấy được sinh phẩm về người ta làm các nghiên cứu khác đó, ghê vậy đó. Tức là người ta cho mình để mình lấy máu, thực tế là người ta lấy, người ta giữ, người ta phục vụ cho nghiên cứu của mình một phần thôi, phần còn lại người ta lẳng lặng đem đi làm chuyện khác đó, hoặc là các loại tế bào khác gọi là các sinh phẩm đó. Thành ra phải hết sức cẩn trọng đối với các công ty dược. Thành ra cái ban đánh giá đạo đức các nghiên cứu trong lĩnh vực y sinh học mà nãy thầy nói Bộ Y tế đó, là người ta phải hết sức cẩn trọng. Thành ra rằng là vừa rồi có cái câu chuyện về vaccine đó, thì không biết rằng là công ty đó như thế nào, mình cũng không biết. Thì khi mình thấy Bộ Y tế phản hồi có tính chất chặt chẽ thì thầy mừng, là bởi vì mình không biết công ty đó có ý tốt hay không, mình không biết, mình đâu có dám chắc là đâu có nói ra đúng không, nhưng mà cũng phải cẩn trọng thôi, không còn cách nào khác. Nhanh thì nhanh nhưng vẫn phải đảm bảo đạo đức, số lượng vẫn phải đảm bảo, có thể ta tuyển nhanh hơn đó, thống kê làm gì đó nhanh hơn đi, thủ tục cấp phép nhanh hơn, nhưng vẫn phải đảm bảo những cái tiêu chuẩn, chứ không thể là vì nhanh rồi cái thai gì ngàn xuống 500 được, không được. Đó, ví dụ như đây, hai đồng phân quang học mà thử trên có một đồng phân thôi, dẫn đến cái hậu quả là khoảng 10.000 trẻ ở 46 nước bị dị tật bẩm sinh. Em sẽ thấy rằng là nuôi một đứa con bị dị tật là đã rất đau khổ rồi, huống hồ chi là 10.000 trẻ đau khổ cho các bậc cha mẹ. Rồi, và thực tế thì phải mất một cái thời gian khá lâu người ta mới khám phá được, thành ra nó dẫn đến hậu quả lớn quá. Nhưng ở Mỹ thì lại không bị, là bởi vì cái bà bác sĩ này ở FDA, tức là cơ quan kiểm soát thực phẩm và thuốc Hoa Kỳ đó, từ chối cấp phép lưu hành cho Thalidomide ở Hoa Kỳ vì nói rằng hồ sơ xin cấp phép không đủ tiêu chuẩn. Đó, ví dụ như là không có thử trên hai đồng phân quang học chẳng hạn nha. Đó, thành ra tất cả những sự nghiêm ngặt này thể hiện cái tính chuyên nghiệp y khoa mà nãy mình nói đó, thực ra là có lợi nha, chứ còn lơi lỏng á,
vậy mà nó có hại ghê gớm lắm. Thành ra trong nghề của mình á, cái người khó tính một chút xíu, các em học thầy cô mà khó tính chút xíu, vậy mà mình học được nhiều thứ lắm. Tất nhiên thầy cô khó tính hồi mình đi học á, mình thấy khó chịu lắm, tại vì mình bị rầy hoài đúng không, mình bị rầy hoài nha, bị sửa lưng hoài đúng không, nắn lưng, nắn gân hoài. Nhưng mà sau khi ra ra đời ra trường rồi mình mới thấy những cái điều mà thầy cô dặn đó là rất quan trọng. Đó, ví dụ như hồi xưa thầy đi thực tập điều dưỡng đi, thầy mở cái nắp gòn, nắp gạt ra, thầy đặt nó úp xuống là bị cái chị điều dưỡng nó sửa lưng liền, nó rầy liền, phải ngửa lên vân vân. Nói chung là mấy cái chi tiết nhỏ nhỏ, nhưng mà sau này thì mình thấy từ từ nó tập cho mình những cái thói quen tốt. Rồi một cái biến cố khác, biến cố này cũng rất là khủng khiếp nha. Tất nhiên mức độ khủng khiếp nó thua so với lại cái thalidomide và cái câu chuyện của Đức Quốc xã nha, nhưng nó cũng rất khủng khiếp ở chỗ cái đơn vị thực hiện nó là, tất nhiên là một bộ phận thôi chứ không phải là nguyên cơ quan, CDC và cái cơ quan về public health, tức là cơ quan y tế công cộng của Mỹ. Là chuyện gì xảy ra ở đây? Đây là một cái nghiên cứu diễn tiến tự nhiên của giang mai ở người da đen ở Tuskegee, Alabama. Người ta tuyển vào trong nghiên cứu 399 người da đen bị giang mai và 201 người không bị làm chứng. Và người ta theo dõi diễn tiến tự nhiên của bệnh giang mai. Điều không có đạo đức đó là, cái này là quyền lợi của người tham gia nha. Và thực ra cộng lại 600 người này là người da đen nghèo nha. Người da đen nghèo đang làm tá điền nha. Tá điền có nghĩa là không có ruộng, làm mướn, giống như Việt Nam vậy, ruộng của chủ điền làm mướn nghèo. Thành ra khi mà được tham gia nghiên cứu, người ta được hứa hẹn nhiều thứ. Và cái điều không có đạo đức đó là vào năm 1947, khi mà penicillin được tìm ra thì không ai kêu họ đi điều trị cả, mặc dù tên tuổi của họ vẫn tiếp tục được theo dõi. Quên, xin lỗi, cái diễn tiến của họ vẫn tiếp tục được theo dõi mà không điều trị. Đó. Tất nhiên là những cái người này người ta đang theo dõi diễn tiến tự nhiên mà. Các em biết rồi, diễn tiến tự nhiên có nghĩa là không có can thiệp, thì người ta âm thầm kệ, nhắm mắt mở. Bữa đây người da đen nghèo mà, đó, người ta là đâu có xá gì mấy người này đúng không, không có đạo đức ở chỗ đó đó. Để coi coi những người này diễn tiến như thế nào, chứ điều trị hết bệnh lấy đâu theo dõi diễn tiến đúng không. Nhưng mà điều đó đâu có được, vô đạo đức. Và cái hậu quả nó dẫn đến cái điều gì? 28 bệnh nhân tử vong do giang mai trực tiếp, không có điều trị mà, đúng không? 100 người tử vong do biến chứng của bệnh giang mai, 40 người vợ của bệnh nhân bị lây nhiễm giang mai, và 19 trẻ em sinh ra bị giang mai bẩm sinh. Tức là cái hậu quả của nó như vậy. Các em thấy rằng là năm 1972 là năm người ta phát giác ra chuyện này, và người ta ngưng cái nghiên cứu này. Thì cũng còn một số người còn sống. Và năm 1997, Tổng thống Clinton chính thức xin lỗi những người còn sống này. Thì đây là một cái vết nhơ của ngành y tế công cộng của Mỹ. Rồi còn một số các cái biến cố khác, ví dụ như là cái tầm mức nó thì ít hơn, nhưng mà thầy cũng nêu ra để cho chúng ta thấy những cái sự vi phạm về đạo đức nhiều khi nó ở dưới dạng mà khó biết. Đây, tiêm virus viêm gan B cho các trẻ bệnh tâm thần, chỉ báo là tiêm chủng thôi nha. Tiêm chủng tức là virus mà đã làm yếu đi hoặc là một phần của virus thôi, còn này là tiêm con virus luôn nha, để theo dõi coi nó như thế nào, giống như là mô hình mà gây bệnh thực nghiệm vậy đó nha, hoặc là diễn tiến tự nhiên giống như nãy mình thấy vậy đó. Và cũng bắt chẹt người ta, đây là những trẻ bệnh tâm thần, thành ra trường thường đâu có nhận, mà chỉ là những trường đặc biệt giáo dục trẻ bệnh tâm thần. Thành ra bắt chẹt là
cho con tham gia nghiên cứu thì mới được vô trường. Đây là khía cạnh đạo, phi đạo đức. Rồi một cái bệnh viện khác là bệnh viện bệnh mãn tính do Thái khảo sát về thải ghép chích tế bào ung thư cho trẻ bị bệnh mãn tính nhưng không thông báo nghiên cứu, tức là âm thầm làm mà không thông báo. À, thì những cái này cũng là những cái vô đạo đức đó. Thành ra hồi nãy thầy có nói là thậm chí lấy sinh phẩm, cái này thì quá vô đạo đức rồi ha, thậm chí lấy sinh phẩm làm nghiên cứu khác mà không báo cho người ta biết cũng là vô đạo đức. À, thành ra các em để ý thấy rằng là hiện nay cái việc mà xét duyệt về đạo đức của một nghiên cứu rất được quan tâm ở Việt Nam luôn đó nha. Rồi còn là 1965 thì nó có ra cái tuyên ngôn Helsinki, cái văn bản của nó tiếng Anh nó gọi là Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. Đây là một cái văn bản rất rất quan trọng mà bất cứ ai làm nghiên cứu cũng phải đọc qua cho hết. Thì đương nhiên là các em bây giờ là chưa làm nghiên cứu, nhưng mà sau này các em làm nghiên cứu thì phải đọc qua cho hết. Thầy có dịch cái bản tiếng Anh ra tiếng Việt nó dài lắm, nó dài lắm, thầy dịch bản tiếng Anh ra tiếng Việt tại vì thầy có dạy cho cái lớp mà đạo đức trong nghiên cứu vi sinh học. Hiện giờ chưa có phiên bản mới hơn, các có lẽ cũng sắp rồi, cũng sắp thì ta sẽ điều chỉnh thêm. Rồi năm 93 thì có hướng dẫn quốc tế về đạo đức dành cho nghiên cứu sinh học có đối tượng là con người. Bổ sung thêm một số những cái điều chỉnh khác. Rồi còn cái này là liên quan đến thực hành nghiên cứu lâm sàng tốt, tức là những cái chuẩn liên quan đến thực hành nghiên cứu lâm sàng tốt, để mà các nghiên cứu nó có thể áp dụng được giữa các nước với nhau. Đó, tức là nhằm đảm bảo sự chấp nhận lẫn nhau các dữ liệu từ các nghiên cứu. Ha, tức là ở Việt Nam của mình mà mình làm đúng cái chuẩn này, tức là nghiên cứu lâm sàng đó ha, thì cái kết quả của mình cũng có thể được sử dụng ở các nước khác. Hiện giờ mình cũng đang triển khai cái CCB này nè, thực hành nghiên cứu lâm sàng tốt. Cái chữ good clinical practice thì nó không có chữ nghiên cứu đúng không các em? Nhưng bản chất của nó đó là cái chuẩn để kết quả thực hành mà nghiên cứu áp dụng được cho các nơi. Đó, thành ra là thầy dịch chữ có thêm chữ nghiên cứu. Mặc dù không trong từ gốc không có nghiên cứu, tức là người ta không có, người ta thực tế thì người ta không phải áp dụng cái này cho cái hoạt động lâm sàng bình thường. À, mà người ta áp dụng cái này cho các hoạt động có tính chất chuyển đổi sử dụng lẫn nhau của các dữ liệu. À, thành ra thầy thêm chữ nghiên cứu cho mình dễ hình dung đó. À. Rồi, Hội đồng Bộ trưởng của Liên minh châu Âu thông qua hướng dẫn chung về thử nghiệm lâm sàng. Cái này là của châu Âu. Rồi, nhiều quốc gia khác mà cũng có ban hành các hướng dẫn quốc gia về đạo đức trong nghiên cứu sinh học và thực hành nghiên cứu lâm sàng tốt. Nam thì mình cũng có rồi, ha, cũng đã rất quan tâm. Và hiện nay của mình cũng có đầy đủ các cái hướng dẫn về đạo đức trong nghiên cứu sinh học. À, cũng mấy năm rồi đó, lâu rồi, chắc cũng phải 8-9 năm gì rồi đó. Ha, bây giờ thì chờ cái điều chỉnh nếu có thôi. Ha, tức là Việt Nam của mình cũng chuẩn mực trong cái vấn đề đạo đức nghiên cứu này đó. Rồi, bây giờ một số các khái niệm chung về đạo đức trong nghiên cứu sinh học. Nãy giờ mình nói lịch sử nha. Thì đạo đức trong nghiên cứu sinh học là các nguyên tắc, các chuẩn mực đạo đức áp dụng trong các nghiên cứu sinh học liên quan đến đối tượng nghiên cứu là con người. Thì mình biết rồi, hoạt động nghiên cứu khoa học thì đem lại nhiều tiến bộ to lớn. Tuy nhiên, trong các nghiên cứu sinh học, do đặc điểm đối tượng nghiên cứu là con người, trong quá trình tham gia nghiên cứu có thể xảy ra các nguy cơ rủi ro với đối tượng nghiên cứu. Thành ra, mình phải có những cái chuẩn mực. Mà chuẩn mực đầu tiên mà thầy tô màu đỏ đó là sự an toàn. Đó, bởi vì trước hết không làm điều hại mà. Đúng không các em? Rồi đến kế tiếp là sức khỏe. Tức là phải có cái, mình gọi là làm điều có lợi đó. Nha. Tức là nó không có hại nhưng mà nó cũng phải có cái lợi gì đó nha. Và thứ ba là mình đề cập đến các cái quyền của đối tượng nghiên cứu, một chút nữa thì sẽ có liệt kê ra nha. Ví dụ như là cái quyền
bảo mật nè, tức là cái quyền mà không có bị tiết lộ thông tin, rồi quyền được tôn trọng, muốn làm cái gì phải hỏi ý kiến người ta, thậm chí lấy sinh phẩm tức là lấy máu mô này kia của người ta đi làm nghiên cứu khác cũng phải hỏi nữa, bởi vì người ta chỉ đồng ý cho nghiên cứu này thôi chứ người ta đâu có đồng ý cho nghiên cứu khác, đúng không? Đây không thể âm thầm tự lấy được nha. Rồi, bây giờ thầy nói về Nuremberg Code năm 1946. Đó là những cái nguyên tắc rất nền tảng. Đặc thì đầu tiên hết là cần phải có sự đồng ý sau khi được giải thích rõ. Chứ còn làm như là quốc xã là không được. Bất chấp sự đồng ý của người ta, thậm chí là ép buộc thì không được. Nha. Đặc. Thử nghiệm phải đưa đến những kết quả tốt cho xã hội. Rồi, cái này là làm điều có lợi đó, nghe, làm điều có lợi cho xã hội nha, chứ không phải là cho cái ví dụ như là tạo nghiên cứu để mà làm ra vũ khí hóa học đó là không được đó. Cái vũ khí hóa học là hiện nay bị cấm rồi đúng không? Là gây chết cho xã hội chứ còn đâu có lợi. Rồi, nghiên cứu phải dựa trên những kết quả của thí nghiệm trên động vật và những kiến thức về diễn tiến bệnh. Đã, thì các em hình dung rồi nha. Trước khi đưa làm trên con người phải thí nghiệm trên động vật. Và những cái kiến thức về diễn tiến bệnh là sao? Tức là những kiến thức sinh học, những kiến thức về sinh lý bệnh, những kiến thức về ví dụ như là về giải phẫu vân vân vân, tùy cái lĩnh vực liên quan, những kiến thức về dược lý học, về hóa sinh vân vân. Không tạo ra những tổn thương sự chịu đựng thể chất và tinh thần không cần thiết, không làm gì có hại ha. Không được thử nghiệm nếu có khả năng gây ra tàn tật tử vong trong thử nghiệm, đó cũng là không làm điều có hại. Nguy cơ không được vượt quá kết quả nhân đạo cho thử nghiệm mang lại. Làm sao? Ví dụ như là bây giờ mình nghiên cứu một cái thuốc hạ sốt đi, mà cái tác dụng phụ của nó lại có thể gây ra suy thận, thì người ta nói thôi khỏi nghiên cứu luôn đi. Bởi vì cùng lắm là mình có một thuốc hạ sốt mới, nhưng đổi lại người bệnh nhân có thể có một xác suất cho dù là nhỏ bị suy thận. Thôi, sử dụng các loại thuốc hạ sốt hiện tại đi, nha. Phải là nghiên cứu gì. Còn nếu mà mình nghiên cứu các loại thuốc chống bệnh S đi, nha. Mà có suy thận với một tỷ lệ nhỏ, thì có thể được bởi vì bệnh S gây chết người chắc chắn. Bây giờ mình chữa được nó, chấp nhận suy thận ở một tỷ lệ nhất định nhỏ được. Đó, tức là người ta gọi là nguy cơ không được vượt quá kết quả nhân đạo do thử nghiệm mang lại. Nha. Kết quả là chỉ có hạ sốt thôi thì tôi khỏi nghiên cứu đi. Nha. Nếu nó có phản ứng phụ lớn quá. Đã. Rồi có những chuẩn bị thích hợp để bảo vệ người tham gia khỏi những nguy cơ dự kiến. Đã. Thì ngay cả chích vaccine hiện giờ mình lại là cái chuyện không phải nghiên cứu nha, cái đó là mình ứng dụng rồi, mà cũng phải có cái bộ để mà phòng để chăm sóc đúng không? Thì đương nhiên là nghiên cứu cũng vậy à. Nha. Rồi nghiên cứu viên phải là những người được công nhận có trình độ khoa học, đương nhiên rồi, phải có những cái đạt những cái chuẩn nhất định. Hồi nãy mình nói mà tính chuyên nghiệp mà, không có amateur mà làm nghiên cứu được. Nha. Ở nước ngoài là phải có cái chuẩn PhD, tức là cái chuẩn mà tiến sĩ về tạm gọi là tiến sĩ khoa học đó. Thì mới được thực hiện, mới đứng tên thực hiện nghiên cứu, còn lại là mình chỉ là trợ lý thôi, research assistant thôi. Nếu mình học thạc sĩ này kia mình chỉ là trợ lý. Người tham gia có thể rút lui bất cứ lúc nào, đó tôn trọng. Nhà nghiên cứu có thể ngưng thử nghiệm khi thấy có quá nhiều nguy cơ. Thì bốn, xin lỗi, 10 cái điều này là cái luật Nuremberg năm 1946. Rồi những tuyên ngôn đạo đức Helsinki thì có 37 điều. Không, nhưng mà thầy không có nói 37 điều đâu. Có gì mình về mình đọc sau nha, thầy tóm tắt những cái ý chính trong 37 điều này thôi. Còn lại mình về mình đọc sau. Một nghiên cứu khoa học trong sinh học phải được sự chấp thuận của Hội đồng Y đức độc lập. Đó, cái này là cái bổ sung rất quan trọng mà luật Nuremberg không có đề cập, đúng không? Phải thông qua Hội đồng Y đức độc lập, tức là không có liên quan. Ví dụ như là bệnh viện của mình làm nghiên cứu mà Hội đồng Y đức của bệnh viện làm là không được, cho dù là bệnh viện có Hội đồng Y đức.
nhé, mà thường khi người ta sẽ mượn cái hội đồng y đức của trường đại học. Trường mình có hội đồng y đức, bệnh viện tụi em có, sau này tụi em ra bệnh viện làm mà có nghiên cứu, mình cứ liên hệ với hội đồng đạo đức của trường, nó có tính chất khách quan hơn. Rồi tất cả những nghiên cứu trên người phải được xem xét trên cơ sở khoa học, tức là hội đồng y đức phải có người xem, phải có người chuyên môn về lĩnh vực khoa học tương ứng. Nghiên cứu phải góp phần vào sự tốt đẹp của xã hội, rồi nó giống giống như cái Nuremberg nãy đúng không, nghiên cứu phải cân nhắc giữa nguy cơ và lợi ích, rồi nãy mình có nói rồi. Thực ra đọc 37 điều nó mới chi tiết ha. Còn bây giờ những cái ý chính này đó nó cũng giống giống như là Nuremberg ha. Nhưng mà đọc ba mấy điều nó triển khai cụ thể hơn, tại cái phiếu đồng ý tham gia sau khi đã được giải thích ha, informed consent nãy đó, phải bảo mật và trung thực, cần có sự giám sát chặt chẽ. Rồi đó, đó là những cái gọi là điểm chính trong tuyên ngôn Helsinki mà hiện nay đã có cái phiên bản cập nhật đến 2013 nha. Rồi còn một số các cái quyền của người tham gia mà nãy thì có đề cập đó, sẽ tôn trọng những cái quyền ngoài cái chuyện là an toàn và sức khỏe, thì quyền của người tham gia là những quyền nào? Thứ nhất là quyền được thông tin đầy đủ, tức là mình làm nghiên cứu về cái gì vậy phải nói cho người ta biết, mặc dù những cái nghiên cứu của mình đó là nó rất khoa học, không thể nào nói người ta hiểu hết được, nhưng cũng phải cố gắng làm sao để giải thích cho người ta hiểu về mặt bản chất của nghiên cứu là gì và những rủi ro gì người ta có thể gặp phải. Đó, tức là sau này các em làm nghiên cứu phải làm cái chuyện thông tin cho người bệnh vậy đó. Ê, xin lỗi, cho người tham gia nghiên cứu vậy đó. Không nhất thiết người ta là người bệnh. Nó khó chứ không phải dễ, bởi vì một đằng là khoa học phức tạp, nhưng một đằng phải giúp cho người ta hiểu. Năm sau tụi em sẽ tập cái cách mà dịch từ tiếng Việt ra tiếng Việt tức là dịch từ tiếng Việt y học ra tiếng Việt mà người ta hiểu được, cách nào năm sau học. Rồi quyền được rút lui không có nói lý do, tức là không cần lý do, muốn rút là rút. Quyền không bị hại, đó, tức là nếu mà mình người ta có cái tổn thương gì đó, thậm chí người ta có thể kiện mình. Thành ra khi mà làm nghiên cứu đó, thực ra mình phải mua bảo hiểm cho cái người bệnh nếu nghiên cứu của mình có yếu tố xâm hại, tôi xin lỗi, có yếu tố xâm lấn. Còn lấy thông tin đó thì thôi nhé. Còn có thể thí dụ có thuốc gì đó mà người ta có thể tử vong đó, là phải mua bảo hiểm, để bảo hiểm người ta thường. Chứ còn mình đâu có tiền đâu, mình thường thì còn không ai bị thì thôi, mình mất cái tiền bảo hiểm đó, nhưng mà mất mỗi người có một chút thôi, em có chuyện gì đã thường. Nếu nếu nghiên cứu mình nó có nguy cơ nhé, nguy cơ tử vong hoặc là thương tật. Quyền được nghiên cứu tức là nếu mà người ta tình nguyện, người ta tham gia mà người ta đủ chuẩn là mình phải cho vô, chứ không gì mình nói là không anh nghèo quá, anh thất học, hay anh là da trắng da đen gì đó. Cái này trong cái gọi là không kỳ thị đó ha. Hồi xưa mình học nguyên tắc đạo đức không kỳ thị, quyền không bị nghiên cứu quá mức. Rồi đương nhiên rồi, nghiên cứu quá mức là người ta rút lui liền, cho mình chết đúng không, giữa chừng mà người ta nghĩ là người ta rút lui đó, là mình mất mất số lượng liền đúng không. Quyền được trả chi phí đó, cái này là sự thỏa thuận giữa hai bên. Nếu mình nói với người ta là bây giờ cái nghiên cứu của tụi con hay tụi em, tụi tôi kinh phí nhà nước không có tiền, và chị có tình nguyện hay không, anh có tình nguyện hay không, ta nói thì tôi tình nguyện thì mình làm. Còn ví dụ người ta nói thôi tôi không làm, thôi mình không nhận ra nha. Quyền sở hữu thông tin đó là kết quả của nghiên cứu như thế nào liên quan đến ta, người ta có quyền lấy nha. Ví dụ như là mình có làm xét nghiệm đường huyết này kia vân vân thì người ta có quyền biết nha. Người ta có quyền biết. Còn đương nhiên là của những người bệnh nhân khác, người ta đâu có được quyền biết. Nó giống giống như là cái tình trạng hiện nay nè, cái luật khám bệnh chữa bệnh hiện nay là có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2011 á. Các em biết rồi, trong cái luật
là người bệnh nhân chỉ được biết tóm tắt của bệnh án thôi nha, chứ không được quyền cầm về cầm bản sao thôi, chứ còn đương nhiên bản gốc là bệnh viện phải giữ, bởi vì nó có tính chất pháp lý, cầm bản sao thôi của các cái thông tin liên quan đến bệnh tật của mình. Mặc dù người bệnh nhân trả tiền trực tiếp hay là gián tiếp qua bảo hiểm y tế gì thì cũng là tiền của người ta đúng không? Nhưng người ta không được đem về, bởi vì theo luật khám bệnh chữa bệnh là người ta chỉ được biết tóm tắt thôi. Đó, thành ra là hiện nay thì luật khám bệnh chữa bệnh ra đời cũng 10 năm rồi, nó cũng đã có nhiều bất cập. Trong đó có một cái bất cập mà các em lên mạng coi những cái sự thảo luận của các luật gia đó, sắp tới để đưa ra điều chỉnh đó, thì trong đó đó là quyền được sở hữu thông tin. Quyền sở hữu thông tin tức là người ta bỏ tiền ra mình tự nhiên cái kết quả xét nghiệm ta không được cầm, hơi bị không hợp lý lắm đúng không? Nhưng mà bây giờ bệnh viện đâu có dám cho đúng không, bởi vì cho là sai luật, trừ khi mình đi xét nghiệm ở ngoài tư nhân thì cái đó là khác nha. Quyền được giữ bí mật và viết tranh, rồi cái đó là tùy người ta đó, thì đó là những cái quyền của người tham gia thôi. Còn một cái slide cuối cùng đó là các hành vi sai trái không được phép làm trong cái nghiên cứu khoa học nha, gọi là vi phạm đạo đức ạ. Thì thứ nhất là lừa dối. Cái chuyện lừa dối này á, là thậm chí là ở các nước, ví dụ như là ở Mỹ, mình biết rằng là cái sự nghiêm túc khá là cao đó ha. Nãy mình có nói đó là cái gọi là tính chuyên nghiệp của người ta rất là cao đó. Nhưng mà các em theo dõi trên các mạng thông tin đại chúng, mình thấy rằng là cũng đã từng có những giáo sư trong các trường đại học make up dữ liệu, tức là tạo ra dữ liệu giả để mà hoàn thành một cái nghiên cứu. Bởi vì các em biết rồi, ở bên đó muốn duy trì cái chức danh giáo sư, rồi cái vị trí làm nghiên cứu viên trong trường đại học này chuyên vân á, là người ta phải có nghiên cứu, phải có nghiên cứu, phải có nghiên cứu, phải có nghiên cứu. Nó có cái áp lực khiến cho người ta buộc lòng phải lừa dối. Ví dụ như là người ta làm có 200 mẫu thôi, người ta giả lên thành 500 để tranh đủ số. Đó, thì đã có từng có nhiều cái chuyện gọi là lừa dối này, kể cả trong giới khoa học của Mỹ nha. Đạo văn đó, tức là lấy kết quả nghiên cứu của người khác làm nghiên cứu của mình đó, thì cái điều này cũng là một hành vi sai trái rất là lớn nha. Nhận ý tưởng của người khác là của mình thì cái này thì thường khi là cái người kia đó, cái người mà ý tưởng của người khác là cái người khác đó, đó là đồng ý. Nhưng mà thực ra đây là cũng là cái chuyện không đúng. Ví dụ như thường là, ví dụ như là cái người trưởng là cái người lớn, là một cái người giáo sư, những cái người trẻ làm thực ra là làm nghiên cứu chính. Ông giáo sư này ông không có làm cái gì nhiều hết trơn á, thậm chí ông chỉ đứng tên thôi, vậy mà đăng bài báo cáo ông để tên ông đầu tiên nha. Trong khi các anh biết rồi, bài báo cáo tên người đầu tiên là cái người mà có cái phần trăm thể hiện trong cái nghiên cứu này, tức là cái phần trăm mà gọi là tạo ra cái sản phẩm của nghiên cứu nha, là cao. Thường là những người có ý kiến bảo trợ định hướng, tức là những vị giáo sư thường là tên cuối cùng. Còn cái tên người đầu tiên là tên người là chịu trách nhiệm tạo ra phần lớn của sản phẩm này, người ta mới được tính ha? Người ta mới được tính là là có bao nhiêu bài báo này kia ở ở ở vị trí số 1, còn bài báo vị trí số 2 và bài báo vị trí số cùng là vị trí dưới cùng là nó khác ha? Đó, thì mình lấy cái của người khác làm của mình thì cũng là một hành vi sai trái ha? Mặc dù người kia là đồng ý. Còn đạo văn là đương nhiên là mình rình rình mình lấy mấy cái bài báo nghiên cứu cũ á, mình chơm mình làm ra thành một cái nghiên cứu mà chưa hề có lấy dữ liệu luôn, thì cái đó là sai trái quá rõ rồi. Thậm chí hiện nay đó, mình lấy lại một cái nghiên cứu cũ của mình làm một cái nghiên cứu mới đăng báo cũng bị cái tội gọi là plagiarism luôn nha, tức là mình đạo văn của chính mình cũng bị là plagiarism, chứ đừng nói là của người khác.
Rồi bóp méo dữ liệu, falsifying data, tức là dữ liệu của mình nếu mình trung thực thì ra nó không có đẹp, hoặc nó không khớp, nó không có hợp. Cái mình sửa chỗ này một chút, sửa chỗ kia một chút để ra kết quả cho nó đẹp. Ví dụ như thuốc của mình không có tác dụng, hoặc là nó có ít tác dụng, hoặc là nó có tác dụng phụ, mình bỏ những cái trường hợp mà có tác dụng phụ đi, coi như nó không tồn tại trong mẫu nghiên cứu, và thuốc mình rất sạch thì cũng không được. Xen vào công việc của người khác, từ thực tế thì cái này là cái mà nó cũng rất là khó, tức là người ta gọi là trung thành với vai trò của mình. Mình làm trong lĩnh vực nào là mình nghiên cứu về lĩnh vực đó. Nếu cần có người về chuyên gia về lĩnh vực nào, mình sẽ mời người ta cộng tác. Chứ còn mình không có cái dạng gọi là dẫm chân nha. Làm cái lĩnh vực mà mình không rành thì cũng không được. Thôi, quên. Thì đó là cái bài thứ hai thầy muốn chia sẻ cùng với các em. Tóm lại nha, tóm lại cái bài cắt đầu các nguyên lý đạo đức trong nghiên cứu sinh học. Thì có thể năm sau các em học y tế sức khỏe cộng đồng á, các em sẽ học thêm cái nội dung này trong cái nghiên cứu về sức khỏe cộng đồng nha, tức là chuyên sâu về nghiên cứu sức khỏe cộng đồng. Còn cái bài ngày hôm nay của thầy nó có tính chất khái quát cả sức khỏe cộng đồng lẫn y học lâm sàng này kia luôn. Sức cộng đồng như nãy thầy có nói đó, tức là cái hại của nó không phải là cái hại theo kiểu gây chết người hoặc là gây biến chứng, mà cái hại của nó có thể là gây bộc lộ thông tin nhạy cảm, ví dụ như vậy nha. Thì các em sẽ, hoặc là cái hại của nó là cái hại là thông tin giả về xây dựng một cái chiến lược hoặc một cái kế hoạch can thiệp mà dựa trên các thông tin rác, bởi vì cái nghiên cứu đó là toàn là rác ra nha, tạo ra rác, đống rác thông tin tầm bậy bạ thôi. Thì nó sẽ xây dựng ra một cái chương trình y tế công cộng mà dựa trên những thông tin rác, và các em cũng đủ hiểu rằng là nó sẽ gây tốn kém tiền bạc mà chẳng có ích lợi gì. Thì khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu sức khỏe cộng đồng các em sẽ được học sâu hơn nha. Còn thầy trình bày chung để các em hình dung rằng là nghiên cứu trong lĩnh vực y khoa, hay nói một cách cụ thể hơn là nghiên cứu với đối tượng là con người, nó phải đảm bảo những cái chuẩn rất là nghiêm ngặt, và nó cũng là một phần của tính chuyên nghiệp y khoa của mình. À, tức là cái phần riêng về nghiên cứu đó, sau này thì các em không nhất thiết là ai ai mình học ra trường mình cũng làm nghiên cứu, nhưng nếu mình làm nghiên cứu mình phải tuân thủ những cái chuẩn này. Còn nếu mình không làm nghiên cứu thì mình sẽ hiểu rằng là tại sao mà ví dụ Bộ Y tế phản ứng đối với cái đề xuất của cái công ty sản xuất vaccine, ví dụ như vậy. Tức là mình không làm nhưng mình hiểu thì cũng cần thiết. Rồi, hôm nay thì mình không có nhiều thời gian để trao đổi với nhau, và thực tế cũng hơi khó tương tác, đặc biệt là qua live event. Cái tốc độ phản hồi nó sẽ chậm hơn là cái mic thường. Thì thôi, hy vọng rằng là sau dịch thầy sẽ còn gặp các em trong tương lai nha. Và đặc biệt rằng là năm sau có cái môn riêng của thầy, thì có thể thầy gặp các em trong giờ lý thuyết, hoặc là cũng có thể có nhóm thì gặp các em trong giờ thực hành nha. Rồi, mình chia tay ở đây. Còn lại thì thầy sẽ gửi bài cho tụi em đọc, và khi nào mà thi hoặc là phương pháp thi như thế nào thì trường sẽ thông báo tiếp nha. Chúc tất cả các em dồi dào sức khỏe, vượt qua dịch bệnh và trau dồi cái kiến thức y khoa cũng như là những cái kỹ năng của người thầy thuốc.